Chương 1100 Chương 1100 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bách luyện thành tiên Chính văn Đệ ngũ quyển thiên vân 12 châu đệ nhất thiên 100 chương Diệu tâm đang bất quá tiểu nha đầu mặc dù dung mạo đại biến Tu vi nhưng không có rơi chậm lại nửa điểm Là thiên thành tương thần thức phóng xuất Đảo qua lúc trên mặt tự lộ ra mừng như điên vẻ Vẻ mặt vui vẻ đích mở miệng liễu Không sai, không sai, ngưng đang kỳ đỉnh núi, vừa lúc dùng, có đạo hữu ban trợ, giá khảm đoạt bảo tất mã đáo thành công, đạo hữu yên tâm, tại hạ vừa làm ra đích hứa hẹn, làm xong chắc chắn có bồi báo. Ân. Lâm Hiên nghe xong, gật đầu, sau đó tay áo bào nhẹ phẩy, một đạo pháp quyết bay vút ra, nơi đi qua, âm phong quỷ vụ như băng tuyết tan rã, Nguyệt Nhi cũng một lần nữa về tới ống tay áo trong. Hai người theo như nhu cầu, mặc dù trong lòng có khác dự định, nhưng biểu hiện ra, nhưng khách và chủ tẩn hoang, một lần nữa mỉm cười ngồi xuống. Lâm Huynh đi tới bản điếm, không biết Hoàng có hay không thứ khác muốn mua, đạo hữu đã la mộ quý khách, bất luận đang dược pháp bảo, tại hạ đều nhất định tận lực thỏa mãn, giới cách cũng sẽ dành cho lớn nhất ưu đại đích. La Thiên thành thập phần hào sản đích mở miệng liễu. Dĩ Lâm Hiên đích lòng dạ, na không rõ đối phương cố ý lấy lòng đích công dụng, bất quá tiện nghi đưa đến bên mép, không chiếm bạch không chiếm ha hả, đạo hữu thực sự là hùng hồn, Na lâm mổ tự từ chối thì bất kính liễu, tại hạ xác thực còn muốn mua vài loại tài liệu đích. Lâm Hiên vừa nói, một bên lấy ra liễu một quả ngọc đồng. Lần này thiên vân giao dịch hội, vì bảo tập hợp, Lâm Hiên dự định thu mua rất nhiều, vì kế tiếp đích tu luyện phô hảo đường, dù sao cơ hội khó có được. Mà bởi sở nhu tài liệu thực sự nhiều lắm, Lâm Hiên hoàng chuyên môn làm một phen phân loại đích, lúc này Ngọc Tứ Giảng trung sở liệt danh mục, đều là có liên quan quỹ đạo tu luyện. Những tài liệu này có thể luyện chế một loại tên là dược tâm đan, linh dược, thích hợp nguyên anh kỳ quỷ tu ăn, nguyệt nhi kết anh thành công sau này, có đắp nặng bước phát triển mới thân thể, mà nguyên anh tu hành không dễ, ở ngồi xuống gian khích, cũng cần đại lượng đan dược ủng hộ. Phòng ngừa chu đáo, Lâm Hiên bây giờ đã thật sớm làm chuẩn bị. Lâm Huynh không nên khách khí, bản điếm hàng hóa đầy đủ hết, hẳn là sẽ không nhường đường hữu thất vọng địa. La Thiên Thành vừa nói, một bên tương ngọc tứ chọc trong tay, sau đó tương thần thức chìm vào đi vào. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, trên mặt hơi biến sắc. Làm sao, mấy thứ này có thể có sao? Lâm Hiên đề hoãn đích mở miệng liễu. Tông tài liệu thượng kháng, đạo hữu tự hồ muốn luyện chế diệu tâm đan, thử phương thuốc dân gian chính là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, tuy nói thần diệu vô phương, đối nguyên anh tu sĩ đích phách trợ, hơn xa phổ thông linh đan có thể sánh bằng, nhưng luyện chế quá trình cũng cực kỳ không đổi coi như là tông sư cấp đích luyện đang đại sư mười lô trong cũng tối đa hữu một lò thành công mà thôi không nghĩ tới la huynh đối đang nói thuật cũng như vậy thuật bất quá lâm mổ mua những thứ này dược liệu không phải để luyện dịu tâm đan mà là có khác công dụng lâm hiên uống một ngụm trà nói ra vừa nghe hay mò mẫm đích mê sản mà phải thế nào lai quý điếm mua bảo vật còn cần hướng các hạ ăn nói công dụng lâm hiên vùng xung quanh lông mày nhất thiêu thanh âm rõ ràng lãnh xuống tới liễu đương nhiên điều không phải đạo hữu đừng hiểu lầm tại hạ chỉ là hiếu kỳ la thiên thành kiến lâm hoác biểu tình bất dự vội vã nói ra bồi tội đích ngôn ngữ sau đó còn lớn hơn hữu cần nhờ đối phương chỗ hắn tự nhiên không dám đơn giản đắc tội đích đạo hữu sở cần đích những này dược liệu bản điếm nhưng thật ra hữu có thể đến được lượng không nhiều lắm nếu như lâm huynh muốn ta phái người mang tới đã. Lâm Hiên nghe xong, cũng không do vừa mừng vừa sợ, luyện chế diệu tâm đang đích thiên tài địa bảo không chỉ có quý hiếm, hơn nữa thập phần hẻo lánh, nguyên bản hắn căn bản là không nghĩ quá tại một nhà cửa hàng là có thể sưu tập tề, mà chuẩn bị bào hoàng trong thành đích sở hữu phường thị, thậm chí tham gia ngầm đích bán đấu giá giao dịch, không nghĩ tới nhưng có thể có giá ngoài ý muốn chi hỉ. Có bao nhiêu yếu nhiều ít, lúc này lai huyết quỷ phường thực sự là thu chẳng lẽ tiểu nửa canh giờ sau đó, Lâm Hiên ly khai phường thị. Hắn đích trữ vật túi lý, ngoại trừ huyền âm minh dịch đích phối phương, hoàng thu được liễu đủ có thể luyện chế năm lô diệu tâm đang đích dược liệu. 500 viên, lại dùng lâm sắc hải sao chiết xuất một phen, cao phẩm diệu tâm đan, khả dĩ chống đỡ tiểu nha đầu mấy năm đích tu luyện. Về phần thủ bảo chuyện, La Thiên Thành lại nói không vội, còn cần tố một ít chuẩn bị, ba tháng sau đó sẽ cùng Lâm Hiên liên hệ ba tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, thuyết đoạn nhưng cũng không ngắn, thiên vân giao dịch hội nãy 300 niên một lần đích hoạt động lớn, đương nhiên không có khả năng nhất hai ngày tự kết thúc giao dịch, khi đó hội trình vừa quá bán, chính thị nhân tối nhiều thời giờ. Thiếu gia, ngươi giác không cảm thấy, giả la thiên thành như là hữu âm mưu dường như. Nguyệt Nhi trầm ngâm đích thanh âm truyền vào cái lỗ tai, tiểu nha đầu hiện tại cũng thích động não liễu. Ân, ừ, đối phương nhiệt tình quá độ, Hoàng lần nữa nói rõ không có nguy hiểm, ta xem vừa vặn tương phản đối phương căn bản không phải mời chúng ta hỗ trợ mà là muốn tương ta coi như pháo hôi lợi dụng một phen. Lâm Hiên dĩ thủ phủ ngạch chậm rãi đích thuyết. A, à, chúng ta đây phải làm sao a? À? Nguyệt Nhi không khỏi kinh hoảng lên. Nha đầu ngốc, sợ cái gì? Hắn muốn lợi dụng ta, chúng ta làm sao đều không phải muốn lợi dụng hắn liễu? Giá hai trăm niên cùng người hợp tác, lúc nào kiến thiếu gia ta có hại quá? Lâm Hiên Giang xảo cười nói. Như thế, nhục nhân người, nhân hằng nhục chi, tưởng tính toán nhà của ta thiếu gia, giá họ la đích, nhất định bạn khởi tảng đá tạp chính đích cước. Nguyệt Nhi vỗ vỗ ngực đích nói, bất quá rất nhanh, biểu tình lại có ta lo lắng đứng lên. Thế nhưng thiếu gia, tiểu tỳ trong lòng hoàng có một điểm đáng ngờ, tên kia, có hay không thật có nhượng ta kết anh đích bảo vật, nếu như ngay từ đầu, hắn đã nghĩ yếu lợi dụng đôi ta, chuyện này hậu cũng hoàn toàn có thể quyệt nợ. Cái này, ta cũng không dám tố trăm phần trăm đích bảo chứng, bất quá đối phương chính mình huyền âm minh dịch như vậy đích bảo vật, đảo cũng không nhất định tại nói xạo, đương nhiên, chúng ta bất năng tương mong muốn tất cả đều đặt ở đích trên người, còn có thể lánh hoa đầu mối, nếu như thực sự không có cách nào, cũng chỉ có đánh cuộc một keo, cùng người này hợp tác. Lâm Hiên lực nhất suy tư, có chút bất đắc dĩ đích thuyết. Nguyệt Nhi gật đầu, thiếu gia nói xong không sai, huống đối với Lâm Hiên Đích quyết định, tha từ trước đến nay không có dị nghị đích. Chủ tớ hai người một bên trò chuyện, một bên chậm rãi đi xa liễu. Cùng lúc đó, cự ly nơi đây mấy vạn lý. Một tòa không chớp mắt đích núi lớn ở chỗ sâu trong, mổ bí ẩn động phủ. Là gia lão tổ khoanh chân mà ngồi, âm mưu của hắn dĩ bắt đầu rồi, mấy trăm đệ tử lẻn vào trong thành, bất quá còn chưa tới phát động đích nhất, để sở làm cho thất phái cảnh giác, hắn cùng với trong gia tộc đích tinh nhuệ cao thủ như trước ẩn thân chỗ tối, lẳng lặng ẩn nút. Tự dường như săn bắn đích độc xa. Tử thông, các hạng kế hoạch tiến triển đắc làm sao, còn thuận lợi sao? La gia lão tổ khoanh chân mà ngồi, thanh âm mát lạnh đích mở miệng liễu. Hồi báo lão tổ tông, theo ngài đích phân phó, các hạng kế hoạch chính đâu vào đấy đích tiến hành trứ cũng không có bất luận cái gì sai lầm, thất phái cũng không có dị động, bất quá, nói chính là một gã áo bào trắng nam tử, nhìn qua khoảng chừng hơn 40 niên kỷ, nguyên anh hậu kỳ, tu vi cận bỉ la gia lão tổ sảo đệ nhất ta. Bất quá cái gì? La Thiên Đức mở liễu đôi mắt, giá kế hoạch hắn dĩ chuẩn bị liễu bách. Nhiều năm, đánh bạc la gia sở hữu đích tinh nhuệ chiến lực, một ngày thất bại, hậu quả thùy cũng vô pháp thừa thụ. Thưa lão tổ, đệ tử chấp hành kế hoạch cũng không có làm lỗi, chỉ là ngài thuyết, tại tối hậu trước mắt, cần chính tên sĩ quỷ làm tế tự vật, thả phải thị ngừng đang kỳ đại viên mãn đích tu vi. Thế nào, quá khứ lâu như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn không có hồi môn? La thiên đức đích trên mặt, lộ ra một tia bạo ngược ý, đáng sợ đích linh áp, phóng lên cao, na áo bào trắng nam tử, tuy rằng cũng là nguyên anh hậu kỳ đích đại tu sĩ, khả cách hợp lão quái trước mặt, lại có vẻ thập phần suy yếu, đằng 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 đích liên lùi lại mấy bước, trên mặt hiện lên sợ hãi, mang quỳ gối quỳ xuống lão tổ hỉ nộ cũng không phải là đệ tử làm việc bất lợi mà là vân châu âm hồn vốn là không nhiều lắm huống giá cảnh giới đích yêu cầu cũng quá hà khắc phải thì ngừng đan kỳ đại viên mãn cao liễu không được thấp cũng không thỏa ta dĩ nhường phía dưới đích nhân làm ơn vơ vét khả giả cận tìm được rồi tám vô liêm sĩ ta không muốn nghe ngươi xảo ngôn giải thích việc này thành công giữ phủ quan hệ trứ ta la gia thời gian tới đích vận số cũng may chỉ kém một người ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp ba tháng, ba tháng sau đó, ngươi tất để tương tối hậu một người hồi môn, bằng không. Lão tổ không có nhiều lời, nhưng lạnh lạnh đích ngữ khí đã nhượng áo bào trắng nam tử thân phát lạnh, hắn đang muốn gật đầu, đột nhiên một đạo hỏa quan bay vụt mà vào. Truyền âm phù. Mà sinh thì kinh qua mã hóa xử lý. Vị mã hóa là chỉ truyền âm phù thượng, bị hạ hữu đặc thù cấm chế, nếu như lạc người ở bên ngoài trong tay, sẽ tự động hóa vi cho tàn. Đương nhiên, loại này loại hình đích truyền âm phù, chế tác thủ pháp giữ tài liệu đều thập phần đặc thù, giới cách xa phi phổ thông truyền âm phù có thể sánh bằng đích. Là gia lão tổ trong mắt hiện lên nhất lũ dị sắc, dơ lên thủ lai, na phù lực co lại toàn, tự rơi vào rồi hắn các lòng bàn tay lực. Thần thức đảo qua lúc, là thiên đức đại hỷ, cùng tiếu đích thanh âm truyền vào liễu chu vi đệ tử đích trong tai. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bộ không uổng công phu, xem ra minh minh trung tự có thiên ý tương trợ, ta là gia lần này đích mưu đồ nhất định hội thành công. Tử thông, ngươi không cần tái đi tìm tối hậu một cái quỷ nữ âm hồn liễu, thiên thành chỗ đã có đầu mối. Lão tổ, thực sự. Áo bào trắng nam tử ngẩn ngơ, cũng vừa mừng vừa sợ đứng lên. Không sai, nhưng kỳ kế hoạch của hắn, ngươi nhất định phải gia tăng tiến hành, thiết bất khả ra lại bất luận cái gì sai lầm. La thiên đức trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía biểu tình thập phần nghiêm túc. Lão tổ yên tâm, chất nhi biết việc này quan hệ trứ ta là gia số mệnh, tuyệt không cảm giải đại mảy may. Áo bào trắng nam tử không người hạ bái trứ nói. Hảo, các ngươi dụng tâm đi làm, sự tình đại thành sau đó, ta là gia sẽ không dụng giống như nửa chuột chạy qua đường đích như nhau đích chung quanh đóa chấp liễu, đến lúc đó, đối có công người. Lão phu hội luận công đi phần thưởng, ta thọ nguyên đã không nhiều lắm, tử thông, khi đó, ngươi hay ta là gia tân một đời đích gia chủ. Lão tổ, ngài nói gì vậy, dĩ ngài ly hợp kỳ đích cao thâm tu vi, sống thêm ba bốn trăm niên tuyệt đối không có vấn đề, tử thông tại sơ học thiển, la gia hiện tại khả không thể thiếu ngài. Áo bào trắng tu sĩ ngẩn ngơ, sắc mặt đại biến đứng lên. Hắc hắc, ba bốn trăm niên, ly hợp kỳ tu tiên giả chính mình hai nghìn niên đích kinh người thọ vô, lời này vốn cũng không sai, nếu như không có lần này đích mưu đồ, ta thậm chí khả dĩ sống thượng càng lâu, bất quá để ta la gia đích tiền đồ nhất nhất nhất, lão tổ, ngài lời này từ đâu nói lên? cái khác đích người già cũng sắc mặt xấu xí, la gia tuy rằng kinh qua nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục liễu một ít thực lực, nhưng giữ bảy thế lực lớn so sánh với như trước không ở một người đẳng cấp, đừng nói thất phái liên thủ, thì là bên trong đích bất luận cái gì một người tông môn đơn đã độc đấu, thực lực đã ở la gia trên đích, tình huống như vậy hạ lão tổ chính là bọn họ đích người tâm phúc, không nghĩ tới lại nói sĩ. Nói như vậy. Bách luyện thành tiên. Chính văn. Đệ ngũ quyển thiên vân 12 châu đệ nhất thiên 100 linh nhất chương tiểu thanh, tân nguyệt, nguy hiểm thật la gia phát sinh đích một mạng, lâm hiên không rõ ràng lắm, giờ này khắc này, hắn đang ở hiên viên trong thành đi dạo, bên trong thật to nho nhỏ đích phường thị, chừng mấy nghìn nhiều, quan tổng giá nhất nuốt, cũng đó có thể thấy được cai thành đích chim mặt đất tích, thì cỡ nào rộng. Đối với cổ tu sĩ đích thần thông, Lâm Hiên nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ ít hôm nay Vân Châu, muốn tu kiến như thế một tòa cự thành, tình không thoải mái. Bất quá làm cho ngoại ý muốn chính là, thử thành âm khí quá nặng, hơn nữa tổng kiến trúc phong cách, đảo cấm chế điêu khắc, đều giữ âm ti quỷ vật, có thiên ti vạn lũ liên hệ dường như. Bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì, Lâm Hiên cũng có chút nói thầm, bất quá trong tay hắn nhu bàn chuyện tình rất nhiều, tự nhiên không có tâm tình nữa xen vào việc của người khác liễu. Ước một nén nhang đích công phu sau đó, Lâm Hiên lại tới đáo một nhà phường thị đích nhập. Nộp tinh thạch vào cửa chậm rãi đi đi vào. Mấy canh giờ sau đó, Lâm Hiên đi ra, trên mặt lộ ra một tia cười khổ vẻ, giữ vừa thật là tốt vận bất đồng, lần này, không công lãng phí công phu, cư nhiên không có thu mua đáo như nhau hà dùng vật. Bất quá Lâm Hiên cũng không nổi giận, còn có đích thị cơ hội hắn ngoắc khoáng quá nhất tương thú xa, hữu tượng một. Khác tọa phường thì chạy như bay đi liễu. Thời gian dịch quá, đảo mắt Thái Dương dĩ hạ xuống liễu sườn núi, sau một chút quan mang tại hiên viên trong thành lượng khởi, tu tiên giả có thường người không thể với tới đích thể lực, sở dĩ đại bộ phận phường thì cửa hàng, ban đêm cũng đồng dạng thì bình thường doanh nghiệp địa. Thiếu gia, chúng ta còn muốn tìm mua tiếp sao? Nguyệt Nhi đích thanh âm truyền vào cái lỗ tai, một ngày đêm xuống tới, chủ tớ hai người đảo cũng có xa xỉ thu hoạch, đương nhiên, cự ly lâm hiên dự định đích mục tiêu, còn kém đắc phi thường xa đích. Không được. Lâm hiên lực nhất do dự, chậm rãi mở miệng. Vì sao, tiểu tỳ nhưng thật ra không thế nào lui đích. Nhà đầu ngốc, thiên vân giao dịch hội cũng không phải lưỡng ba ngày tự mã thượng kết thúc, hoảng cái gì, huống chúng ta còn có đích việc cần hoàn thành. Việc. Nguyệt nhiên ngẩn ngơ, có chút kỳ quái thà thế nào nghĩ không ra. Kiến tiểu nha đầu đầu đầy vụ thủy đích hình dạng, Lâm Hiên không khỏi hơi hít khẩu khí. Tại nơi huyết quỷ phường Lý, đối phương đã biểu thị thành ý, miễn phí biếu tặng liễu huyền âm minh dịch đích phối phương, cùng với cú một lần sử dụng đích dược liệu, tuy rằng nghe hắn đích miêu tả, thử phương pháp được không, nhưng chúng ta tổng cũng phải thử một chút hiệu quả, sở dĩ hiện tại, cần hoa địa phương tắm rửa một phen. Nga Nguyệt Nhi trên mặt gật đầu, không hề biểu thị diện nghị liễu vì vậy lâm hiên gọi một chiếc thú xa hướng hiên viên thành bắc khu đi tới toàn bộ cự thành chia làm mấy khu vực đều có phường thị bất quá bắc khu tương đối mà nói số lượng ít một ít bởi vì nơi này ngoại trừ phường thị còn có đại lượng đích định thai lầu cát làm như chiêu đãi khách nhân sử dụng tự dường như thế tục khách sạn bình dân đương nhiên yếu xa hoa nhiều lắm trụ đi vào thị thập phần thư thích đích Lâm Hiên tố các nguyên anh kỳ tu tiên giả, tự nhiên là bị đưa liễu tốt nhất một mảnh lầu cát. Nhìn thấy thú xa, sớm có một gã tố chấp pháp sử trang phục đích tu sĩ chào đón liễu, tu vi đảo cũng không thấp, ước hữu ngưng đang trung kỳ, cùng kính đích tượng Lâm Hiên được rồi thi lễ. Hoan nghênh tiền bối quan lâm nơi này, xin hỏi ngài nhu muốn như thế nào đích chỗ nghỉ ngơi, thì cần cùng với hắn tiền bối hợp trụ, như vậy ngài khả dĩ nhận thức càng nhiều đích bằng hữu, trao đổi tu luyện tâm đắc, chính không cần lâm mổ thích thanh tĩnh ngươi cho ta một tòa đơn độc đích lầu cát tốt nhất là hẻo lánh một điểm đích đối phương nói cũng không nói gì hoàng lâm hiên tự lạnh lùng đích mở miệng hẻo lánh na chấp pháp sử ngẩn ngơ có chút ngoài ý muốn như vậy đích việc trọng đại rất nhiều nguyên anh lão quái đều hô bằng hoáng hữu coi như là không có môn phái đích tán tu cũng muốn mượn cơ hội giao thượng mấy người bằng hữu vị này đích yêu cầu thật có điểm thế nào người khác thường nghị đối lão phu đưa ra đích điều kiện cảm giác không hợp với lẽ thường lâm hiên biểu tình nghiêm túc không có tiền bối nhìn vạn lần không nên hiểu lầm vạn bối cái này đi làm na chấp pháp sử lại càng hoảng sợ mang sắc mặt đại biến đích nói loại này đẳng cấp đích lão quái vật không phải chính khả dĩ đắc tội đích huống một ít khổ sở tu chi sĩ vốn là tính cách quái gở hỏi đến nguyên anh lão quái đích nhàn sự chẳng phải là chán sống rồi ư Lâm Hiên gật đầu, lúc này mới thần sắc vừa chậm, mà đối phương tốc độ rất nhanh, bất quá nhất chén trà nhỏ đích công phu, đã đem thủ tục làm tốt liễu. Đương nhiên, giới cách cũng không phỉ. Giá lầu các trụ thượng một ngày đêm, tự cần 100 tinh thạch, quả thực so cướp người không sai biệt lắm, bất quá dĩ Lâm Hiên đích thân gia, đảo cũng tịnh bất tại hồ. Tiểu Thanh, lĩnh giá vị tiền bối khứ lầu các. Na chấp pháp sử đối bên người đích một ả à thị nữ mở miệng, sau đó quay đầu, trên mặt lộ ra quyến rũ vẻ. Tiền bối, thử nữ thì chuyên môn hầu hạ của ngươi, hữu bất luận cái gì sự tình mặc dù phân phó, tha tuyệt không cảm vi phạm sinh mệnh lệnh đích, Lâm Hiên từ chối cho ý kiến, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Na khiếu tiểu thanh đích nữ tử, dung mạo không tầm thường, bất quá gần linh mẫn động trung kỳ mà thôi, hơn nữa tư chất rất kém cỏi, kháng của nàng phục sức, hẳn là thị mổ một môn phái nhỏ đích đệ tử, khả tu tiên giới nhược nhục cường thực người như vậy tại môn trung căn bản không bị coi trọng thậm chí tùy thời bị cho rằng pháo hôi hy sinh điệu tòng nào đó ý nghĩa thượng thuyết thậm chí còn không bằng thảo căng tu tiên giả nhớ tới chính dĩ vãn đích kinh lịch lâm hiên thở dài đối thử nữ trái lại bị đối chấp pháp sử hòa ái một ít dẫn đường đi thì tiểu thanh gật đầu mang cung kính đích dẫn lâm hiên tượng tiền đi đảo mắt quá khứ nhất khắc chung nhưng thời gian tới đáo tuyển tốt nơi ở, Lâm Hiên không chỉ có không giận. Trên mặt trái lại thập phần thỏa mãn, với hắn mà nói, việc khéo lánh việc mới có lợi. Kỳ thực Bái Hiên các tại phường thị trong cũng có chuyên môn nơi ở, tuy rằng cổ đích thực lực không đến nhắc tới, nhưng dù sao cũng là đáp ứng lời mời mà đến đích môn phái một trong. Bất quá Lâm Hiên cũng không dự định với Bái Hiên tiếp xúc nhiều, tuy rằng mộng như yên tống chính đích mặt nạ tốt, đến nay mới thôi không một người có thể kháng phá nhưng tịnh không có nghĩa là sẽ không có khả năng vạn nhất không may thân phận bại lộ chính một người tổng có cơ hội chạy trốn mà nếu quả tương bái hiên các cuốn vào chẳng phải là tương doanh nhi bọn họ hại lâm hiên làm việc tình thế nhưng kinh qua tỉ mỉ lo lắng đích lâm hiên vừa đi một bên tự định giá thì nữ tiểu thanh phí trước biên dẫn đường lâm hiên nhưng thoáng lạc hậu liễu một phụ cận cũng không có cái khác đích tu tiên giả đột nhiên lâm hiên thần sắc khẽ động xoát đích một chút đi nhanh khóa tiền, tương phía trước đích thị nữ lâu nhập trong lòng, ông chặt lấy, tiểu thanh kinh ngạc, chỉnh một thân thể đều cứng nhắc đứng lên, như vậy đích khuôn mặt đẹp nữ tử, nhưng tu vi cực thấp, bị phái tới hầu hạ nguyên anh lão quái, vốn có tự tùy ý đối phương xử trí. Song phương chênh lệch thật to liễu, mặc dù là cấp đối phương trở thành đỉnh lô, cũng có ít nhiều điểm tốt, tự nhiên là nguyện ý, chỉ có điều đối phương có đúng hay không quá háo sắc thế nào cũng nên chờ trở lại lậu cát. Đừng nhúc nhích. Lâm Hiên đích truyền âm nhưng tiếng nhập của nàng trong đầu, thử nữ ngẩn ngơ, giá mới phát hiện đối phương gần thị tương chính bả trụ, hai tay đều phi thường quy củ. Tiểu Thanh trong lòng kinh ngạc, nhưng tha cũng không xỏa, nghe lời đích phóng nhuyễn liễu thân thể mềm mại, bán ỷ tại Lâm Hiên đích trong lòng. Cự ly hai người hai mươi trượng hơn xa xa, một vị nữ tu tòng trong lầu các chậm rãi đi ra, bất quá 17 bác tuế niên kỷ, tuy không phải tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng là khả ái thảo hỷ. Nhưng mà đừng xem tha so với kia tiểu thanh đều tiểu một ít, tu vi nhưng tới rồi nguyên anh trung kỳ, hơn nữa thì trung kỳ đỉnh núi chi cảnh. Đương nhiên, nếu gần như vậy, thì xa không đủ để nhượng lâm hiên kiên kỵ địa, vấn đề thì thử nữ căn bản là không phải người giới tu sĩ, mà là vị kia chính mình nhất thể song hồn đích linh giới công chủ, tân nguyệt tiên tử tuy rằng mộng như yên nói qua giá mặt nạ thực phi giống nhau vật trừ phi ly hợp kỳ lão quái vật mặt đối mặt tại mới có thể tương chính nhận ra theo lý mới nguyệt nguyên trung cảnh giới hẳn là không có trở ngại khả lâm hiên không dám mạo hiểm đối phương cảnh giới xác thực giữ chính tại sàn sàn như nhau trong lúc đó khả linh giới bí thuật khởi thị chính khả dĩ đo lượng được vạn nhất tha ở chỗ này tương chính nhận ra lâm hiên không dám tưởng tượng hậu quả tiền một lần giao thủ chính thị mưu lợi tương tân nguyệt chế phục, nhưng tha ăn xong một lần vị đắng, nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đương nhiên, cũng không phải thuyết, Lâm Hiên tự chân phạ đối phương liễu. Dù sao hắn dĩ ngưng đang thành công, thông thiên linh trong bảo khố cũng có thể vận dụng, tuy rằng những... Này thời gian tới nay, Tân Nguyệt cũng sẽ không nhàn rỗi, còn hơn đương sơ linh lực quán thể, thực lực khẳng định tăng vọt không thể nghi ngờ. Chân động khởi thủ lai, ai mạnh ai yếu, đảo cũng khó thuyết, khả vạn Phật tông đích truy sát lệnh, nhưng nhượng chính biến thành liễu hương mô mô. Lâm Hiên không dám mạo hiểm đích. Thiếu gia, người năng khẳng định na nha đầu thị tân Nguyệt. Nguyệt Nhi cũng phát hiện liễu không thích hợp, sự cấp tông quyền, đương nhiên sẽ không ăn thố, tông phương diện này thuyết, tiểu nha đầu thế nhưng rất quay. Đương nhiên. Lâm Hiên tại trong đầu, dụng thần thức ái hoãn đích thuyết, kỳ thực vị này tân Nguyệt công chủ, tình huống đặc thù thân thể trong, chính mình hai cái hồn phách. Tân Nguyệt Thân là tán tiên chi nữ, một thân đích công chủ tính tình, mang không nói để ý, hữu ăn rất nhiều vị đắng, gặp mặt sau đó, nếu bất tương chính đại tá bác khối tuyệt không hội kiện hưu. Về phần một người hồn phách, còn lại là tại nhân giới lớn lên hạ Hầu lan, tuy rằng tòng người ý nghĩa đến xem, tha tức là Tân Nguyệt, không có khác nhau, nhưng bởi hoàn cảnh đích duyên cớ, hạ hầu lan nhưng thiện lương nhu nhược, đối chính mang ơn, Thậm chí còn gọi chính đại ca Nếu như gặp phải chính là tha Đương nhiên sẽ không dùng hại sợ cái gì Bất quá Lâm Hiên rất khẳng định Lúc này đi đến Tuyệt đối này đây tân nguyệt hồn phách Làm chủ đạo đích Hai nạn bởi tính cách Biểu hiện ra ngoài đích khí chất Cũng đại không giống nhau Không nghĩ tới sẽ ở ở đây Không thể buông tha Hiển nhiên tránh né dĩ Không còn kịp rồi Vì vậy Lâm Hiên giả dạng Làm nhất đồ háo sắc Mong muốn có thể lừa dối quá hắn đích tuyển trạch cũng không sai, Tân Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, dĩ phát hiện Liễu Lâm Hiên, nhìn một chút bị hắn ôm vào trong ngực đích nữ tử, trong mắt toát ra một tia chán ghét. Ngoại trừ khinh bị chính khinh bỉ, đương nhiên sẽ không nửa quan tâm kín đồ háo sắc, canh nghĩ không ra hắn hay nhượng chính ăn nhiều vị đắng đích na ghê tẩm tiểu tử liễu. Đại mi hơi nhíu, thân hình chật lóe, dĩ thi triển khinh thân thuật, mấy người hoảng động sau đó, tự tiêu thất ở tại trong bóng đêm. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, buông thử nữ. Nguy hiểm thật. Trăm lần nghĩ không ra, Tân Nguyệt cũng lại muốn tới nơi này. Thiếu gia, thử nữ đích hồn phách, hữu chiếm liễu chủ đạo vị trí, na hạ hầu cô nương thế nào liễu. Nguyệt Nhi lo lắng đích thanh âm truyền vào cái lỗ tai. Yên tâm, hạ hầu lan nói qua mạ, tha giữ Tân Nguyệt, chỉ là tính cách bất đồng, hai người hồn phách, vốn cũng là nhất thể đích, hiện tại nhất định cũng tỉnh trướng chỉ là vô pháp nắm giữ thân thể đích chủ đạo quyền mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1101 Chương 1101 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bất quá tiểu nha đầu mặc dù dung mạo đại biến, tu vi nhưng không có rơi chậm lại nửa điểm, là thiên thành đem thần thức thả ra, đảo qua sau trên mặt tự lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bộ mặt vui vẻ mở miệng liễu. Không tệ, không tệ, ngừng đang kỳ đỉnh núi, vừa lúc dùng chung, có đạo hữu trợ giúp, này chém. Đoạt bảo tất mã đáo công thành, đạo hữu yên tâm, tại hạ vừa mới làm ra hứa hẹn, khuê sau khi tất nhất nhất thực hiện. Ừ. Lâm Hiên nghe, gật đầu, theo sau tay áo nhẹ phẩy, một đạo pháp quyết bay vút ra, nơi đi qua, âm phong quỷ vụ như băng tuyết tan rã nguyệt nhi cũng một lần nữa trở lại trong tay áo hai người theo như nhu cầu mặc dù trong lòng có ý định khác nhưng ngoại mặt nhìn khách và chủ tẩn hoang một lần nữa mỉm cười ngồi xuống lâm huynh đi tới bổn điếm không biết có còn hay không đồ muốn mua đạo hữu vừa là la mổ khách quý bất luận đang dược pháp bảo tại hạ cũng nhất định tận lực thỏa mãn giá tiền cũng sẽ cho lớn nhất ưu đãi la thiên thành thập phần hào sản mở miệng bằng lâm hiên lòng dạ kia chưa đối phương cố ý lấy lòng cách dùng, bất quá tiện nghi đưa đến khóe miệng, không chiếm trắng không chiếm. Ha hả đạo hữu thật là khẳng khái, kia lâm mổ tự từ chối thì bất kính liễu, tại hạ quả thật còn muốn mua vài loại tài liệu. Lâm Hiên vừa nói, vừa lấy ra một quả ngọc đồng. Lần này ngày vân giao dịch hội triệu khai, dị bảo tụ tập, Lâm Hiên tính toán thu mua rất nhiều đồ, vì kế tiếp tu luyện cửa hàng tốt con đường, dù sao cơ hội khó được mà bởi vì cần thiết tài liệu thật sự quá nhiều, Lâm Hiên vẫn chuyên cửa làm một phen phân loại, lúc này Ngọc Tứ giảng trung sở nhóm danh mục, chính là cùng quỹ đạo tu luyện có liên quan. Những tài liệu này có thể luyện chế một loại tên là hay tâm đan, linh dược, thích hợp nguyên anh kỳ quỷ sữa ăn, nguyệt nhi kết anh thành công sau này, có đắp nặng bước phát triển mới thân thể, mà vô anh tu hành không dễ, ở ngồi xuống gian khích, cũng cần đại lượng đan dược ủng hộ. Phòng ngừa chu đáo, lâm hiên bây giờ đã thật sớm làm chuẩn bị lâm huynh không tám khách khí bổn điếm hàng hóa đầy đủ hết có nên không làm cho đạo hữu thất vọng la thiên thành vừa nói vừa đem ngọc tứ chọc trong tay sau đó đem thần thức chìm vào đi vào sau một lát hắn ngẩng đầu trên mặt khẽ biến sắc như thế nào những đồ này có thể có sao lâm hiên đề trị hoãn mở miệng từ tài liệu thượng nhìn đạo hữu tựa hồ muốn luyện chế hay tâm đan lần này phương thuốc dân gian chính là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay tuy nói thần diệu vô phương đối với nguyên anh tu sĩ ngón cái giúp vượt qua xa bình thường linh đan có thể sánh bằng nhưng luyện chế quá trình cũng cực kỳ không dễ coi như là tông sư cấp luyện đan đại sư mười trong lò cũng có tối đa một lò thành công mà thôi không nghĩ tới la huynh đối với đan đạo thuật cũng như thế quen thuộc bất quá lâm mổ mua những dược liệu này nhưng không phải là vì luyện hay tâm đan mà là có khác cách dùng lâm hiên uống một ngụm trà nói ra vừa nghe chính là mò mẫm mê sản nga phải thế nào tới quý phòng trọ mua bảo vật còn cần hướng các hạ thông báo cách dùng lâm hiên chân mày cau lại thanh âm rõ ràng lãnh rơi xuống dĩ nhiên không phải là đạo hữu đừng hiểu lầm tại hạ chẳng qua là tò mò la thiên thành gặp lâm oát nét mặt khó chịu vội vàng nói ra bồi tội ngôn ngữ sau đó còn lớn hơn có phải nhờ đối phương nơi hắn tự nhiên không dám dễ dàng đắc tội đạo hữu cần có những dược liệu này bổn điếm cũng là có có thể đếm được lượng không nhiều lắm nếu như lâm huynh muốn ta phái người mang tới đã đi nga lâm hiên nghe cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ luyện chế hay tâm đang thiên tài địa bảo không chỉ có trân quý hơn nữa thập phần hẻo lánh vốn là hắn cái vốn cũng không có nghĩ tới ở một nhà cửa hàng là có thể sưu tập đủ mà chuẩn bị chạy xong trong thành tất cả phường thị, thậm chí tham gia dưới đất đấu giá giao dịch, không nghĩ tới lại có thể có này ngoại ý muốn chi hỉ. Có bao nhiêu nếu bao nhiêu, lúc này tới huyết quỷ phường thật là thu chẳng lẽ tiểu. Nửa canh giờ sau, Lâm Hiên rời đi phường thị. Hắn trong túi đựng đồ, trừ huyền âm minh dịch cách điều chế, vẫn đạt được đủ có thể luyện chế năm lọ hay tâm đang dược liệu. 500 lạp, lại dùng lam sắc tinh hải chiết xuất một phen, cao phẩm hay tâm đan, có thể chống đỡ tiểu nha đầu mấy năm tu luyện. Về phần đoạt bảo, La Thiên Thành lại nói không vội, còn cần làm một số chuẩn bị, tháng 3 sau này sẽ cùng Lâm Hiên liên lạc. Tháng 3 thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn nhưng cũng không ngắn, ngày vân giao dịch hội là 300 năm một lần hoạt động lớn, dê đột nhiên không thể nào một hai ngày tự kết thúc giao dịch, khi đó có trình vừa mới hơn phân nửa, chính là người nhất nhiều thời giờ. Thiếu gia, ngươi có cảm giác hay không được này la thiên thành giống như là có âm mưu dường như nguyệt nhi trầm năm thanh âm truyền vào lỗ tai tiểu nha đầu bây giờ cũng thích dùng não liễu ừ đối phương nhiệt tình quá độ vẫn lần nữa nói rõ không có gặp nguy hiểm ta xem vừa vặn ngược lại đối phương căn bản không phải mời chúng ta hỗ trợ mà là muốn đem ta làm như pháo hôi lợi dụng một phen lâm hiên lấy tay phủ tráng chậm rãi nói a à, chúng ta đây sao làm sao đây Nguyệt Nhi không khỏi kinh hoảng hốt. Nhà đầu ngốc, sợ cái gì, hắn muốn lợi dụng ta, chúng ta không phải là không muốn lợi dụng hắn, này hai trăm năm cùng người hợp tác, đến lúc nào gặp thiếu gia ta lỗ lạ quá. Lâm Hiên Giang cười nói. Như vậy là, nhục người người, người hằng nhục chi, nghĩ tính toán thiếu gia nhà ta, này họ là nhất định đem lên tảng đá đập chân của mình. Nguyệt Nhi vỗ vỗ bộ ngực nói, bất quá rất nhanh, nét mặt vừa có chút bận tâm đứng lên. Có thể là thiếu gia, tiểu tỳ trong lòng còn có một điểm đáng ngờ, tên kia, có hay không thật có để cho ta kết anh bảo vật, nếu như vừa bắt đầu, hắn đã nghĩ nếu lợi dụng đôi ta, chuyện kia sau khi, cũng hoàn toàn có thể có quyệt nợ. Cái này, ta cũng không dám làm trăm phần trăm bảo đảm, bất quá đối với phương có được huyền âm minh dịch bảo vật như vậy, thật cũng không nhất định đang nói láo, dĩ nhiên, chúng ta không thể đem hy vọng tất cả đều đặt ở trên người, còn có thể khác tìm đầu mối, nếu như thật sự không có cách nào, cũng chỉ có đánh cuộc một keo, cùng người này hợp tác. Lâm Hiên hơi suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Không, Nguyệt Nhi gật đầu, thiếu gia nói xong không sai, huống chi đối với Lâm Hiên quyết định, nàng từ trước đến giờ không có gì nghị. Chủ tớ hai người vừa trò chuyện, vừa từ từ đi xa liễu. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây mấy vạn dặm. Một ngọn không ra gì núi lớn chỗ sâu, Mộ bí ẩn động phủ. La gia lão tổ khoanh chân mà ngồi, âm mưu của hắn đã bắt đầu, mấy trăm đệ tử lẻn vào trong thành, bất quá còn chưa tới phát động một S1, vì sợ khiến cho bảy phái cảnh giác, hắn cùng với trong gia tộc tinh nhuệ cao thủ như cũ ẩn thân chỗ tối, lặng lặng ẩn núp. Tự giống như săn thú rắn độc. Tử thông, các hạng kế hoạch tiến triển được như thế nào, còn thuận lợi sao? La gia lão tổ khoanh chân mà ngồi, thanh âm mát lạnh mở miệng trở về lão tổ tông, tuân theo phân phó của ngài, các hạng kế hoạch đang đâu vào đấy tiến hành, cũng không có bất kỳ không may, bảy phái cũng không có dị động, bất quá. Nói chuyện chính là một gã áo bào trắng nam tử, nhìn qua ước chừng bốn mươi mấy tuổi tuổi, nguyên anh hậu kỳ, tu vi vẻn vẹn so sánh với la gia lão tổ hơi đệ nhất. Thứ nhất những. Bất quá cái gì? La Ngày Đức mở mắt ra, này kế hoạch hắn đã chuẩn bị trăm. Nhiều năm, đánh bạc la gia tất cả tinh nhuệ chiến lực, một khi thất bại, hậu quả dù ai cũng không cách nào thừa nhận. Trở về lão tổ, đệ tử thi hành kế hoạch cũng không có làm lỗi, chẳng qua là ngài nói, ở cuối cùng trước mắt, phải chính gã sĩ quỷ làm tế tự vật, mà phải dạ ngưng đang kỳ đại viên mãn tu vi. Thế nào, đi qua lâu như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn không hồi môn? La ngày đức trên mặt, lộ ra một tia bạo ngược ý, đáng sợ linh áp, phóng lên cao, kia áo bào trắng nam tử mặc dù cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể cách hợp lão quái trước mặt lại có vẻ hết sức yếu ớt đằng 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 ngay cả lùi lại mấy bước trên mặt hiện lên sợ hãi vội vàng quỳ gối quỳ xuống lão tổ hỉ giận cũng không phải là đệ tử làm việc bất lợi mà là vân châu âm hồn vốn là không nhiều lắm huống chi này cảnh giới yêu cầu cũng quá hà khắc phải dạ ngừng đang kỳ đại viên mãn cao không được thấp cũng không thỏa ta đã làm cho người phía dưới làm ơn vơ vét nhưng cũng vẹn vẹn tìm được rồi tám người. Vô liêm sĩ, ta không muốn nghe ngươi xảo ngôn giải thích, chuyện này thành công cùng hay không, quan hệ ta la gia tương lai vận số, cũng may chỉ kém một cái, ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì, ba tháng, tháng ba sau này, ngươi tất chống đỡ đem cuối cùng một cái hồi môn, nếu không. Lão tổ không có nhiều lời, nhưng lạnh lạnh giọng nói đã để áo bào trắng nam tử, thân phát rét, hắn đang muốn gật đầu, đột nhiên một đạo hỏa quan bay vụt mà vào truyền âm phù mà sinh già dạ trải qua mã hóa xử lý Vì mã hóa là chỉ truyền âm phù thượng dưới chăn có đặc thù cấm chế nếu như rơi người ở bên ngoài trong tay sẽ tự động hóa vì tro bụi dĩ nhiên loại này loại truyền âm phù chế luyện thủ pháp cùng tài liệu cũng hết sức đặc thù giá tiền vượt qua xa bình thường truyền âm phù có thể sánh bằng là gia lão tổ trong mắt hiện lên một luồng dị sắc tay giơ lên kia phù một chút quanh quẩn rơi vào hắn các lòng bàn tay lực thần thức đảo qua sau la ngày đức mừng rỡ cùng tiếu thanh âm truyền vào liễu chung quanh đệ tử trong tai đạp phá thiết hài vô mịch sử được tới toàn bộ không uổng công phu thời gian xem ra minh minh trung tử có thiên ý tương trợ tà la gia lần này mưu đồ nhất định sẽ thành công tử thông ngươi không cần nữa đi tìm cuối cùng một cái quỷ nữ âm hồn liễu thiên thành chỗ đã có liễu đầu mối lão tổ thật sự áo bào trắng nam tử ngẩn ngơ, cũng vừa mừng vừa sợ. Không tệ, nhưng kia kế hoạch của hắn, ngươi nhất định phải gia tăng tiến hành, cắt không thể nửa ra cái gì không may. La Ngày Đức trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nét mặt hết sức nghiêm túc. Lão Tổ yên tâm, chất nhi biết chuyện này quan hệ ta la gia số mệnh, tuyệt không dám giải đãi chút nào. Áo bào trắng nam tử không người hạ bái nói. Tốt, các ngươi dụng tâm đi làm, chuyện đại thành sau này, Ta La Gia cũng không cần giống như nửa chuột chạy qua đường giống nhau chung quanh trốn chấp liễu. Đến lúc đó, đối với có công người, lão phu có nói công được phần thưởng. Ta thọ nguyên đã không nhiều lắm, Tử Thông. Khi đó, ngươi chính là Ta La Gia mới một đời gia chủ. Lão tổ, ngài nói gì vậy? Bằng ngài ly hợp kỳ cao thâm tu vi, sống thêm ba bốn trăm năm tuyệt đối không có vấn đề. Tử Thông tại sơ học thiển, La Gia bây giờ có thể không thể thiếu ngài. Áo bào trắng tu sĩ ngẩn ngơ sắc mặt đại biến. HH, hắc, ba bốn trăm năm, ly hợp kỳ người tu tiên có được hai nghìn năm kinh người thọ vô, lời này vốn cũng không sai, nếu như không có lần này mưu đồ, ta thậm chí có thể sống trên càng lâu, bất quá vì ta là gia trước đồ 11R111, lão tổ, ngài lời này từ đâu nói đến. Những thứ khác trưởng lão cũng sắc mặt khó coi, la gia mặc dù trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục một số thực lực, nhưng cùng bảy thế lực lớn so sánh với, như cũ không có ở đây một cái cấp bậc, đừng nói bảy phái liên thủ, cho dù bên trong bất kỳ một cái nào tông môn đang đã độc đấu, thực lực đã ở la gia trên, dưới tình huống như vậy, lão tổ chính là bọn họ người tâm phúc, không nghĩ tới lại nói rằng. Nói như vậy. PS, hôm nay có người làm thuê phát, tiếp tục cầu. van xin phiếu đề cử, không, nờ nờ, không, như muốn biết hậu sự như thế nào, xin lên đất liền vê đúc vê đúc vê đúc. 8u8.com chương và tiết càng nhiều, ủng hộ tác giả, ủng hộ chánh bản đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1102 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không rõ ràng lắm, giờ này khắc này, hắn đang ở hiên vượng trong thành đi dạo, bên trong tất cả lớn nhỏ phường thị, chừng mấy ngàn nhiều, chỉ từ này một nuốt, cũng có thể thấy được nên thành chiếm diện tích, và dạ cỡ nào rộng lớn. Đối với cổ tu sĩ thần thông, Lâm Hiên sanh một kết thiệt, ít nhất hôm nay Vân Châu muốn xây dựng như vậy một ngọn đại thành, có thể cũng không thoải mái. Bất quá để người bất ngờ chính là, lần này thành âm khí quá nặng, hơn nữa từ kiến trúc phong cách, đến cấm chế điêu khắc, cũng cùng âm ti quỷ vật, có thiên ti vạn lũ liên lạc dường như. Bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì, Lâm Hiên cũng có một số nói thầm, bất quá hắn trong tay cần làm chuyện tình rất nhiều, tự nhiên không có có tâm tư lại đi xen vào việc của người khác liễu. Hẹn một nén nhang công phu. Thời gian sau này, Lâm Hiên lại tới đến một nhà phường thị vào. Chưa nộp liễu vé vào cửa tinh thạch, xanh tươi rậm rạp chậm rãi đi vào. Đến canh giờ sau này, Lâm Hiên đi ra, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ vẻ, cùng vừa mới thật là tốt vận bất đồng, lần này, trắng trắng lãng phí thời gian, lại không có thu mua đến giống nhau là dụng ý gì vật. Bất quá Lâm Hiên cũng không nổi giận, còn nửa dạ cơ hội. Hắn ngoắt gọi quá một cùng thú xe, vừa giống như một tòa khác phường thị chạy như bay đi liễu. Thời gian dễ dàng quá, đảo mắt mặt trời đã rơi xuống sườn núi, lốm đa lốm đốm quang mang ở hiên viên trong thành sáng lên, người tu tiên có thường người không thể với tới thể lực, cho nên phần lớn phường thị cửa hàng, ban đêm cũng đồng dạng là bình thường buôn bán. Thiếu gia, chúng ta còn muốn tiếp theo đi dạo sao nguyệt nhi thanh âm truyền vào lỗ tai một ngày xuống tới chủ tớ hai người cũng cũng có không phỉ thu hoạch dĩ nhiên khoảng cách lâm hiên dự định mục tiêu còn kém được không phải là thường xa không được lâm hiên hơi do dự chậm rãi mở miệng tại sao tiểu tỳ cũng không phải thế nào mệt mỏi nhà đầu ngốc ngày vân giao dịch hội cũng không phải là hai ba ngày tựu mã thượng kết thúc sợ cái gì huống chi chúng ta còn nửa việc cần hoàn thành. Việc. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, có chút kỳ quái, nàng thế nào nghĩ không ra. Gặp tiểu nha đầu đầu đầy mê hoặc bộ dạng, Lâm Hiên không khỏi khẽ thở dài khẩu khí. Ở đây huyết quỷ phường trong, đối phương để tỏ lòng thành ý, miễn phí biếu tặng liễu huyền âm minh dịch cách điều chế, cùng với đủ một lần sử dụng dược liệu, mặc dù nghe sự miêu tả của hắn, lần này phương pháp có thể được, nhưng chúng ta cũng cũng phải thử một chút hiệu quả cho nên bây giờ phải tìm địa phương. Chỗ tắm rửa một phen. Nha. Nguyệt Nhi trên mặt gật đầu, không hề nữa cho biết diện nghị liễu. Cho nên Lâm Hiên gọi quá một chiếc thú xe, giống như hiên viên thành bắt khu bước đi. Cả đại thành, bị. Được chia làm đến cái khu vực, đều có phường thị, bất quá bắt khu tương đối mà nói, số lượng nếu ít một số, bởi vì nơi này trừ phường thị, còn nửa đại lượng định đài lầu cát, làm như chiêu đãi khách nhân sử dụng tự giống như thế tục khách sạn dĩ nhiên nếu xa hoa nhiều lắm ở đi vào già dạ thập phần thư thích lâm hiên làm các nguyên anh kỳ người tu tiên tự nhiên là bị được dẫn tới tốt nhất một mảnh lầu cát nhìn thấy thú xe sớm có một gã làm chấp pháp sứ trang phục tu sĩ chào đón liễu tu vi thật cũng không thấp ước chừng kết đang trung kỳ cung kính còn giống lâm hiên thi lễ một cái hoan nghênh tiền bối quan lâm nơi này xin hỏi ngài cần muốn như thế nào chỗ nghỉ ngơi, và dạ phải thay vì hắn tiền bối hợp ở, như vậy ngài có thể biết càng nhiều là bằng hữu, trao đổi tu luyện tâm đắc, hay là... Không cần, lâm mổ thích thanh tĩnh, ngươi cho ta một ngọn một mình lậu cát, tốt nhất là hẻo lánh một điểm. Đối phương lời còn chưa dứt, lâm hiên vẫn lạnh lùng mở miệng. Hẻo lánh. Khi chấp pháp sướng ngẩn ngơ, có chút ngoài ý muốn, như vậy việc trọng đại, rất nhiều nguyên anh lão quái, cũng hô bằng gọi hữu, coi như là không có môn phái tán tu, cũng muốn mượn cơ hội đưa trước mấy người bằng hữu, vị này yêu cầu, thật có điểm. Chút. Thế nào, ngươi có dị nghị, đối với lão phu đưa ra điều kiện, cảm giác không hợp với lẽ thường. Lâm Hiên nét mặt nghiêm túc. Không có có hay không, tiền bối ngàn vạn không nên hiểu lầm, vãn bối này phải. Khi chấp pháp sứ sở hết hồn, vội vàng sắc mặt đại biến nói, loại này cấp bậc lão quái vật, không phải mình có thể đắc tội, huống chi một ít khổ sở sửa chi sĩ, vốn là tính cách quái gở, hỏi tới nguyên anh lão quái nhàn sự, chẳng phải là ông cụ chán sống. Muốn chết. Lâm Hiên gật đầu, lúc này mới thần sắc vừa chậm, còn đối với Phương tốc độ rất nhanh, bất quá một chiếc trà công phu. Thời gian, tự đem thủ tục làm tốt liễu. Dĩ nhiên, giá tiền cũng không phỉ. Này lầu cắt ở thượng một ngày, tự phải một trăm tinh thạch, quả thực cùng cướp người không sai biệt lắm, bất quá bằng lâm hiên thân gia, cũng cũng không cần. Tiểu Thanh, dẫn vị tiền bối này đi lầu cát. Khi chấp pháp sứ đối với bên cạnh một gã thị nữ mở miệng, theo sau quay đầu, trên mặt lộ ra quyến rũ vẻ. Tiền bối, nàng này dạ đặc biệt hầu hạ ngươi, có bất kỳ chuyện xin cứ việc phân phó, nàng tuyệt không dám làm trái với sinh mệnh làm, ừ dê, lâm hiên bất trí khả phủ, trên mặt nhìn không ra hỉ giận. Được kêu là tiểu thanh cô gái, dung mạo không tầm thường, bất quá chỉ là linh động trung kỳ thôi, hơn nữa. Chất rất kém cỏi, nhìn nàng phục sức, phải là khác môn phái nhỏ đệ tử, có thể tu tiên giới nhược nhục cường thực, người như vậy trong cửa căn bản không bị coi trọng, thậm chí tùy thời bị. Được cho rằng pháo hôi hy sinh rụng, từ ý nào đó thường nói, thậm chí còn không bằng thảo cái người tu tiên. Nhớ tới mình dĩ vãng kinh nghiệm, Lâm Hiên thở dài, đối với lần này nữ ngược lại so với chấp pháp sứ hòa ái một số. Phùng đường. Dạ. Tiểu thanh gật đầu, vội vàng cung kính dẫn Lâm Hiên giống như đi về trước. Đảo mắt đi qua một khắc đồng hồ, nhưng tương lai đến chọn xong chỗ ở, Lâm Hiên không chỉ có không giận, trên mặt ngược lại hết sức hài lòng, đối với hắn mà nói, càng hẻo lánh càng mới có lợi. Nhưng thật ra lại Hiên các ở trong phường thị, cũng có đặc biệt trụ sở, mặc dù cổ thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng dù sao cũng là đáp ứng lời mời mà đến môn phái một trong. Bất quá Lâm Hiên có thể không có ý định cùng lệ hiên các làm nhiều tiếp xúc, mặc dù mộng như yên đưa của mình mặt nạ rất tốt, đến nay mới thôi không một người có thể khám phá, nhưng cũng không có nghĩa là cũng chưa có lòi có thể liễu. Vạn nhất xui xẻo, thân phận bộc lộ, tự mình một người, cũng có cơ hội chạy trốn, mà nếu quả đem lệ hiên các cuốn vào, chẳng phải là đem doanh nhi bọn họ hại lâm hiên công chuyện nhưng là trải qua cẩn thận suy nghĩ lâm hiên vừa đi vừa tự định giá thì nữ tiểu thanh phía trước bên dẫn đường lâm hiên nhưng hơi rơi ở phía sau liễu một bước phụ cận cũng không có những thứ khác người tu tiên đột nhiên lâm hiên thần sắc vừa động chà một cái sải bước vượt qua trước đem phía trước thì nữ kéo vào trong ngực ông chặt lấy tiểu thanh kinh ngạc cả thân thể cũng cứng ngắc nàng đẹp như vậy mạo cô gái nhưng tu vi cực thấp bị được phái tới hầu hạ nguyên anh lão quái, vốn là tự đựng mặt cho đối phương sự trí đắc ý đồ. Song phương chênh lệch thật to liễu, cho dù là cho đối phương làm đỉnh lô, cũng có vô số chỗ tốt, nàng tự nhiên là nguyện ý, nhưng đối phương có phải hay không quá mau sắc liễu, thế nào cũng nên chờ trở về lầu cát. Đừng động. Lâm Hiên truyền âm nhưng tiến vào trong đầu của nàng, nàng này ngẩn ngơ, này mới phát hiện đối phương chỉ là đem mình đem ở, hai tay cũng phi thường quy củ. Tiểu Thanh trong lòng ngạc nhiên, nhưng nàng cũng không ngu, nghe lời để mềm nhũng thân thể mềm mại, nửa ỷ ở Lâm Hiên trong ngực. Khoảng cách hai người hơn 20 trượng xa nơi, một vị nữ sử từ trong lầu các chậm rãi đi ra, bất quá 17-18 tuổi, tuy không phải tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng là khả ái. Đáng yêu đòi hỉ. Song đừng xem nàng so với kia Tiểu Thanh cũng tiểu một số, tu vi nhưng đến rồi nguyên anh trung kỳ, hơn nữa là trung kỳ đỉnh núi chi cảnh. Dĩ nhiên nếu chỉ có như thế dạ xa không đủ để để lâm hiên kiên kỵ vấn đề là nàng này căn bản là không phải là người giới tu sĩ mà là vị kia có được nhất thể sông hồn linh giới công chúa trăng non tiên tử mặc dù mộng như yên đã nói mặt này cụ thực không phải là giống như vật trừ phi ly hợp kỳ lão quái vật mặt đối mặt mới có thể đem mình nhận ra theo lý mới tháng nguyên trung cảnh giới nên không có đáng ngại có thể lâm hiên không dám mạo hiểm đối phương cảnh giới quả thật cùng mình ở sàn sàn như nhau trong lúc, có thể linh giới bí thuật, há lại mình có thể đo lường được, vạn nhất nạn ở chỗ này đem mình nhận ra. Lâm Hiên không dám tưởng tượng hậu quả. Trước một lần giao thủ, mình là mưu lợi đem trăng non chế phục, nhưng nạn ăn xong một lần đau khổ, nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói, Lâm Hiên tự thật sợ đối phương liễu. Dù sao hắn đã kết đang thành công, kia thông thiên linh bảo cũng có thể vận dụng, mặc dù những này qua tới nay, trăng non cũng sẽ không nhàn rỗi, so với ban đầu linh lực trót thể, thực lực nhất định tăng vọt không thể nghi ngờ. Thật động thủ, ai mạnh ai yếu, cũng khó nói, có thể vạn Phật tông lệnh truy sát, nhưng làm cho mình biến thành hương mô mô. Lâm Hiên không dám mạo hiểm. Thiếu gia, ngươi có thể nhất định nha đầu kia già dạ trăng non. Nguyệt Nhi cũng phát hiện không ổn, chuyện gấp phải tòng quyền, làm đột nhiên sẽ không ăn dấm. Từ phương diện này nói, tiểu nha đầu nhưng là thật biết điều. Dĩ nhiên. Lâm Hiên trong đầu, dụng thần biết ái trì hoãn nói, nhưng thật ra vị này trăng non công chúa, tình huống đặc thù, trong thân thể, có được hai người hồn phách. Trăng non thân là tán tiên chi nữ, một thân công chúa tính tình, mang không nói đạo lý, vừa ăn rất nhiều đau khổ, gặp mặt sau này, nếu không đem mình đại tháo tám đồng tuyệt đối sẽ không bỏ qua về phần một người khác hồn phách còn lại là ở nhân giới lớn lên họ hạ hầu lan mặc dù từ người ý nghĩa đến xem nàng tức là trăng non không có khác nhau nhưng bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân họ hạ hầu lan nhưng thiện lương nhu nhược đối với mình cảm ơn đái đức thậm chí vẫn gọi đại ca của mình nếu như vô tình gặp hắn chính là nàng dĩ nhiên tựu không cần sợ hãi cái gì bất quá lâm hiên rất nhất định lúc này lần này s 1 tuyệt đối là mới tháng hồn phách làm chủ đạo hai nàng bởi vì tính cách biểu hiện ra khí chất cũng khác nhau rất lớn không nghĩ tới sẽ ở nơi này không thể buông tha hiển nhiên tránh né đã không còn kịp rồi cho nên lâm hiên giả dạng làm một đồ háo sắc hy vọng có thể lừa dối quá lựa chọn của hắn cũng không sai trăng non đôi mắt đẹp lưu chuyển đã phát hiện lâm hiên nhìn một chút bị được hắn ôm vào trong ngực cô gái trong mắt toát ra một tia chán ghét trừ khinh bỉ hay là khinh bỉ dĩ nhiên sẽ không lại đi chú ý kín đồ háo sắc, hơn không nghĩ tới hắn chính là làm cho mình ăn nhiều đau khổ cái kia ghê tẩm tiểu tử. Lông mày kẻ đen hơi nhíu, thân hình chật lóe, đã thi triển khinh thân thuật, mấy người đung đưa sau này, tự biến mất trong bóng đêm. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, để xuống nàng này. Nguy hiểm thật. Trăm triệu không nghĩ tới, trăng non cũng lại muốn tới nơi này. Thiếu gia, nàng này hồn phách, vừa chiếm cứ liễu chủ đạo vị trí, kia hạ hầu cô nương thế nào? Nguyệt Nhi lo lắng thanh âm truyền vào lỗ tai. Yên tâm, họ hạ hầu lan đã nói không, nàng cùng trăng non, chẳng qua là tính cách bất đồng, hai người hồn phách, vốn cũng là nhất thể, bây giờ nhất định cũng tỉnh, chẳng qua là không cách nào nắm giữ thân thể chủ đạo quyền thôi, vê đúc vê đúc vê đúc. 8 du 8 chấm công chương và tiết càng nhiều, ủng hộ làm chương trình ủng hộ thương hiệu việc của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1103 Chương 1103 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lấy hắn đích luyện đang thuật đích tạo nghệ, này quá trình cũng không khó, ước chừng nửa giờ sau, ẩn ẩn khác thường thường đích hương chui vào mũi. Lâm Hiên trong mắt hiện lên sắc mặt vui mừng, tay áo bào phất một cái, một táp âm lạnh đích gió lạnh bay vút mà ra, hô đích một chút, đem đỉnh lô bọc, anh hỏa tùy theo dập tắt. Đỉnh lô chậm rãi trôi nổi, đi vào trước người ba thước chỗ, lô cái mở ra, trong suốt trong suốt đích chất lỏng hiện ra với trước mắt, có điểm phím lam, nhìn qua giống như xinh đẹp đích nước biển bình thường. Lâm Hiên cầm lấy trong tay đích ngọc tứ giảng, đem thần thức trầm bát bên trong, một lát sau ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vừa lòng vẻ. Trước mắt vật bất luận ánh sáng màu, hình thái, hay là mùi nhi, đều cùng ghi lại không có phân biệt, đúng là tuyệt hảo đích huyền âm minh dịch nguyệt nhi trong chốc lát tắm rửa đích thời điểm đem vật ấy gia nhập thanh thủy cùng sử dụng đan hỏa đun nóng làm cho thầy khí quanh quẩn với thân thể bốn phía nhìn xem hiệu quả sau đó nói cho ta biết nguyệt nhi gật gật đầu bởi vì không có thân thể đây vẫn là nạn bồ trăm năm qua lần đầu tiên tắm rửa cảm giác mang thú vị lâm hiên lãng tránh đi bên cạnh đích khác một cái phòng lý kéo qua một trương bồ đoạn khoanh chân ngồi ở mặt trên, linh lực vận hành 12 chu thiên, nhưng mà không biết tại sao, đã có chút tâm viên ý mã, nhất là tiếng nước ẩn ẩn truyền vào tai, tiểu nha đầu còn năm nga hát, Lâm Hiên thiếu chút nữa nhìn không được đem thần thức thả ra. Cũng may hắn đích ý chí lực hơn xa cùng giai tu sĩ có thể sánh bằng, rốt cục hay là không đi làm khác người Việt, đừng nói, loại này khảo nghiệm có thể so với luyện tâm lộ, không, muốn càng tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiên kết thúc ngồi xuống, tuy rằng nhẫn được có điểm vất vả, nhưng trải qua lần này ma luyện, tâm cảnh cư nhiên chẳng biết tại sao để cao một chút, không biết có tính không chuyện vui ngoài ý muốn. Lâm Hiên lắc đầu, khóe miệng biên lộ ra một tia cười khổ vẻ, lần sau Nguyệt Nhi luyện công đích thời điểm, chính mình hay là tận lực cách xa một chút tốt lắm, nếu không, thực xem như một loại tra tấn. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Cùng với làn gió thơm, quan tâm đích thanh âm truyền vào trong tai, Lâm Hiên ngẩng đầu, liền thấy một trương khuynh quốc khuynh thành đích khuôn mặt. Không cần phải nói, là vừa mới vừa tắm rửa xong đích tiểu nha đầu. Sợi tóc thường như trước lộ vẻ bọt nước, xích trắng đích hai chân, tuy rằng không có thân thể, nhưng Nguyệt Nhi giờ phút này đích bộ dáng, lại mười phần mười giống bình thường đích cô gái xuất dục. Đẹp không sao tả xiết, Lâm Hiên lặng lẽ nuốt khẩu nước miếng, nhớ tới chính mình tối hôm qua tâm viên ý mã, có chút có điểm chột dạ, ở mặt ngoài vội giả bộ một bộ bình tĩnh ung dung đích bộ dáng không có gì nguyệt nhi như thế nào này huyền âm minh dịch đích hiệu quả được chứ cũng không tệ lắm vật ấy đối tu luyện rất có ích lợi nhưng cận dựa vào này tiểu tỳ cũng không có nắm chắc có thể kết anh thành công nguyệt nhi gật gật đầu bên môi lộ ra ôn nhu đáng yêu tươi cười không quan hệ ta vốn cũng không nghĩ tới cận dựa vào vật ấy khiến cho đạt tới nguyên anh kỳ hữu hiệu quả là tốt rồi ít nhất chứng minh kia họ là đích tên không có nói dối cùng khi, nếu thực tìm không thấy biện pháp, chúng ta cũng chỉ hảo bảo hổ lột gia, cùng hắn hợp tác một lần. Lâm Hiên lấy thủ phủ ngạch, trầm ngâm nói. Ừ, tiểu tiền nghe thiếu gia phân phó, muốn lợi dụng ta, đến lúc đó khẳng định làm cho hắn ăn đại đau khổ. Đối với Lâm Hiên đích lòng dạ, Nguyệt Nhi tin tưởng mười phần, thể hiện tâm cơ, tự hồ còn chưa bao giờ có hại qua. Nói chuyện phím trong chốc lát lúc sau, lâm. Hiên đích tim đập chung vu bình phục, Nguyệt Nhi hóa thành một đạo bạch quan, trở lại hắn đích trên người, lâm hiên ra lầu cát, tiếp tục đi phường khu phố đi dạo, thu mua dùng chung đích thiên tài địa bảo. Thời gian dịch qua, đảo mắt đã là 9 ngày đích công phu, cả hiên viên thành trải rộng lâm hiên đích giấu chân, thiên vân giao dịch hội quả nhiên nổi danh vô hư, tuy nói không có thu mua đến toàn bộ muốn mua gì đó, nhưng thu hoạch cũng thập phần kẻ khác vừa lòng bất quá lâm hiên đích mày như trước các gao nhăn lại. Một là thiên chu cổ độc, tuy rằng hắn chạy vô số đích cửa hàng, cũng phá giải đích phương pháp còn không có cho tới thủ, cầm tâm ở xa xa đau khổ chờ đợi, chính mình lại một chút tiến triển cũng không có. Mỗi khi niệm điểm chỗ, lâm hiên còn có lòng nóng như lửa đốt có vẻ giác. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Thiếu gia, nếu không, chúng ta đi bản một vạn Phật tông đích hòa thượng tốt lắm. Nguyệt Nhi đích thanh âm truyền vào tai, lời này nguyên bản đúng vậy, muốn giải linh, tìm hệ linh người tự nhiên là tốt nhất lựa chọn, khả thi đi đứng lên lại khó khăn. Vạn Phật Tông truyền tống từ thượng cổ, môn nội công pháp sổ bất thắng sổ, không nhất định mỗi người đều tu luyện có độc công, tùy tiện bắt một hòa thượng, khẳng định chiến không đến giải độc chi sách, có thể còn có thể đã thảo kinh xà. Hiên viên thành cao thủ nhiều như mây, nói không chừng còn có ly hợp kỳ lão quái vật, lâm hiên mặc dù tự tin thần thông không tầm thường lại cũng không dám dễ dàng mạo hiểm đích ít nhất bây giờ còn không tới kia cái tình trạng một năm trong vòng cầm tâm tuy rằng hồi chịu chút khổ sở nhưng tánh mạng nhưng không có trở ngại đích chính mình không cần nóng vội chậm rãi đích cuối cùng sẽ nghĩ đến giải quyết đích chủ ý trong lòng như thế trấn an chính mình lâm hiên thâm huyết sâu đem có chút mạnh mẽ đích tâm tình bình phục tiếp trừ bỏ cổ độc một khác làm cho Lâm Hiên quan tâm đích chính là ma anh trên người đích tai họa ngầm, không thể thăng cấp, hội tạo thành chính mình trong cơ thể âm dương linh lực đích không lan định. Cũng may thông qua sưu hồn huyết ma, Lâm Hiên đã tìm ra giải quyết đích chủ ý. Chỉ cần ăn vào chuyển anh đang, hóa khai dược lực về sau, lại dùng đặc thù trận pháp, đem ma anh một lần nữa tế luyện. Đây quá trình cần 9981 ngày, sau đó là có thể đánh tan tai họa ngầm, làm cho ma anh biến thành chân chính đệ nhị vô anh đích tồn tại. Này chín ngày tới nay, Lâm Hiên đã góp nhặt chuyển anh đang cơ hội tất cả đích nguyên liệu, không nhiều không ít, còn kém một mặt hạ cô Thảo. A à Hạ bắt cách, nghe tên không có gì ngạc nhiên, nhưng ở nhân giới cơ hội tuyệt tích, không ngừng có thể luyện chế chuyển anh đang, thậm chí đối ly hợp kỳ lão quái, cũng rất có sử dụng, như thế có thể thấy được cổ đích quý hiếm trình độ. Bình thường cửa hàng tự nhiên là muốn cũng đừng nghĩ đích chính mình tìm kiếm càng không biết lên giá bao nhiêu công phu, Lâm Hiên cũng không có khi gian đi chậm rãi sưu tầm núi hoang đại trạch, kỳ duy nhất có hy vọng đích, chính là sắp mời dự hợp đích đại đấu giá hội. Mọi người đều biết, đấu giá hội thuộc về bí thị giao dịch, bên trong vật phẩm đích quý hiếm trình độ, hơn xa bên ngoài thượng đích cửa hàng có thể sánh bằng. Yêu vân giao dịch hội cao thủ tập hợp, khắp nơi thế lực, cũng mang đến sổ chi vô cùng đích dị bảo, tại nơi này, mặc dù không là cái gì vậy đều có thể tìm mua được bất quá một ít nghịch thiên đích quý hiếm vật cũng là đồng dạng có khả năng xuất hiện đích ở nọc dịch hội khai mạc 9 ngày về sau lần đầu tiên đấu giá hội rốt cục đã ở vạn chúng chờ mong trung đúng hạng tiến hành đương nhiên lúc này đây không là ai đều có thể tiến vào nếu không hội trường cũng trang không dưới vé vào cửa không cần phải nói quý được thái quá năm vạn tinh thạch nếu dùng để mua tài liệu, cơ hồ có thể luyện chế xuất nhất kiện phẩm chất tinh xảo đích pháp bảo. Tu Vi cũng có yêu cầu, Nguyên Anh Trung Kỳ. Nói cách khác, Nguyên Anh Sơ Kỳ đích lão quái vật cùng với mới vừa mới vừa biến hóa đích yêu tộc, toàn bộ đều đem ở ngoài cửa. Lâm Hiên cũng không từ âm thầm liếu lưỡi, phải biết rằng, mặc dù Vân Châu là tu luyện thánh địa, Nguyên Anh Tu Sĩ đích tỷ lệ cũng phi thường chi thấp, trong đó tuyệt đại bộ phân, tức thì bị giam cầm ở Sơ Kỳ mà yêu tộc bên kia đích tình huống, cũng là giống nhau địa. Nếu là bình thường đích bí thì giao dịch, cho dù quy mô trọng đại kia loại, có hai ba gã nguyên anh lão quái tham gia, đã có chút không tội, nơi này lại đem sơ kỳ đích lão quái toàn bộ từ chối. Yêu vân giao dịch hội, quả nhiên không hổ là 300 một lần đích hoạt động lớn, không có ở hiên viên thành chính mắt quy đổ, rất khó tưởng tượng đến tột cùng phồn vinh tới rồi cái tình trạng gì. Bất quá cảm khái về cảm khái, Lâm Hiên làm như trung kỳ tu tiên giả, tự nhiên là có tham gia đích tư cách. Giờ phút này Lâm Hiên cầm trong tay một lục sắc đích ngọc đồng, căn cứ bên trong biểu thị đích đường bộ, gọi tới một chiếc thú xe, giống hiên viên thành đích trung tâm chạy tới. Rất nhanh, lại một tòa thành trì ánh vào bảy mi mắt trung. Thành trong thành, này thật làm cho Lâm Hiên nhớ tới U Châu đích mặt nguyệt tộc. Đương nhiên, thành trì đích quy mô là không thể đánh đồng đích. Sẽ nói trước mắt đích thành trì, đồng dạng đại được thái quá, tường thành chừng trăm dặm tả hữu, nếu phóng ở bên ngoài, đồng dạng là một tòa cự thành, nhưng lại gần chiếm cứ hiên viên trung tâm đích một tiểu bộ phân. Người so với người, tức chết người, này thành trì một so với, diện tích cũng không thể so sánh nổi. Hơn nữa dẫn người chút mục đích là, đứng ở cửa thành đích chấp pháp khiến, cộng hơn 10 người nhiều, đầu lĩnh đích hai cái, cư nhiên là một gã biến hóa trung kỳ đích yêu tộc cùng một tên vô anh trung kỳ đích tu tiên giả loại này cấp bậc đích tồn tại đặt ở mặt khác địa điểm nói bá chủ cũng không đủ hiện giờ lại đại tài tiểu dụng phái tới duy trì trật tự thủ vệ chi dùng theo người bên cạnh cũng phản ánh xuất đấu giá hội cỡ nào không phải là nhỏ đương nhiên cũng không phải cố ý bày hiển mà là không được không làm như vậy vào tràng đích điều kiện là năm vạn tinh thạch cùng nguyên anh trung kỳ cũng nhân yêu hai tộc không ít sơ kỳ đích lão quái vật cũng đồng cử muốn một tự việc trọng đại đích nếu chấp pháp khiến tu vi thấp, tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, chỉ sợ lập tức sẽ sai lầm. Kỳ thật cho dù hai gã trung kỳ đích tồn tại, muốn quỷ trụ trường hợp, bao nhiêu đều có một chút cố mà làm. Lâm Hiên đi vào cửa thành đích thời điểm, liền thấy nơi đó vây quanh một vòng lớn tu tiên giả, thô sơ giảng lược một sổ, chừng gần 30 người nhiều, toàn bộ là nguyên anh cấp, biến hóa kỳ, lão quái vật. Cùng là nguyên anh kỳ, vì sao ta liền không thể vào đi? vé vào cửa năm vạn nhất trương không phải, thiếu gia ta nguyện xuất gấp ba đích tinh thạch. Mười có chút kiêu ngạo đích thanh âm truyền vào trong tai, Lâm Hiên khóe miệng biên toát ra mỉm cười, xem ra cho dù là nguyên anh cấp tồn tại trung, cũng không thiếu ăn chơi trác tán. Này không có gì hay kỳ quái đích, này loại tình huống tuy rằng không nhiều lắm, nhưng quả thật khách quan tồn tại, tỉ như nói cái gì đại đích tông môn gia tộc đích thiếu chủ. Như vậy đích tên có thể thân mình thiên tư không lão, lại có đại lượng đích tu tiên tài nguyên có thể thuyên chuyển, trúc cơ, ngưng đan, thế cho nên kết anh, vẫn đều ở trong môn phái đợi, trừ bỏ tu luyện, cơ hồ không qua khổ, càng không cần phải nói xuất đi mạo hiểm. Như vậy đích ăn chơi trác tán, nói như vậy, so với bình thường đích, còn muốn càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh, dù sao bọn họ thân mình tu vi không kém, mỗi người đều là mắt cao hơn đầu đích. Năm vạn tinh thạch đích vé vào cửa, đã quý được thái quá người này ngay cả mắt cũng không trác liền nguyện ý xuất gấp ba đích giá cả, quả nhiên là phá sản tới cực điểm chính là nhân vật. Lâm Hiên khóe miệng biên lộ ra vẻ tươi cười, hạ thú xe về sau liền nhanh hơn cước bộ, xem náo nhiệt cũng không mang không trừ bỏ vây xem đích tu tiên giả, mắng chữ đích tên thừa lúc một chiếc hoa lệ đích xe ngựa, quả thật là mã, chẳng qua so với thế tục đích, nhiều ra một đôi trắng đích cánh chim, nhìn qua xinh đẹp vô cùng. Khi ăn chơi trác táng nhìn qua ước chừng trên dưới 20 tuổi, cũng không biết là tu luyện công pháp có trú nhan hiệu quả, hay là ăn khác Linh đang dịu dược đích duyên cớ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1104 Chương 1104 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Bách luyện thành tiên Chính văn Đệ ngũ quyển thiên vân 12 châu đệ nhất thiên 100 linh nhị chương lâm hiên đích cản nha. Nguyệt Nhi gật đầu, lúc này mới an tâm. Hữu đi nhất khắc chung tả hữu, lâm hiên rốt cục thấy liễu một tòa lầu cát, tạo hình phong cách cổ xưa, chỉ dùng để gậy trúc dựng mà thành đích. Đương nhiên, giữ thế tục đích lục trúc bất đồng, trước mắt loại này kiến trúc, bị tinh thiết hoàng cứng rắn nhiều lắm, trong đó phẩm chất tốt hơn đích, thậm chí khả dĩ dùng để luyện chế bảo vật. Lầu cát ngoại, hữu một tầng quan mạc, rất phiền, nhưng phòng ngừa giống nhau đích trình coi cũng không có vấn đề liễu. Tiểu thanh mở ra thủ, một khối ngọc bài tới ống tay áo chảy xuống. Tay trái khẽ nhét, tòng bên trong bắn ra một đạo lục quan, sau đó quan mạc ngán lên, nương theo trứ thứ lạp âm hưởng, vẫn kính trượng hứa đích thông đạo hiện lên. Lâm Hiên giữ tiểu thanh trước sau tiến nhập bên trong. Tiền bối, ngài hoàn thỏa mãn sao? Mang theo Lâm Hiên tham quan liễu một chút kiến trúc, thiếu nữ biểu tình cung kính đích mở miệng liễu không sai lâm hiên gật đầu người này nơi này hoang vắng chỉnh đóng lầu các đích cấu tạo cũng không thác chính thị nhất tuyệt giai đích nghỉ ngơi nơi cái kia chẳng ngài còn có cái gì phân phó thuyết lời này thì tiểu thanh sắc mặt đỏ bừng nhưng dũng cảm đích đỉnh liễu ứng ngực nhân sinh đường là muốn kháo chính khứ tranh thủ tha đương nhiên không nghĩ quá có thể bị nguyên anh lão quái nhìn trúng Bất quá cho dù là tố đỉnh lô, cũng có rất nhiều chỗ tốt, chỉ ít trúc cơ thị không có vấn đề đích. Đáng tiếc Lâm Hiên đều không phải đồ háo sắc. Khẽ thở dài một cái, dơ lên thủ lai, một đạo cường độ ánh sáng bay vút ra. Thử nữ trên mặt lộ ra kinh ngạc, sau đó tự phổ thông một tiếng té xỉu liễu. Thiếu chủ, ngươi cai sẽ không thật muốn. Nói bậy, ta là như vậy nhân sao? Lâm Hiên có điểm tức giận đích thanh âm truyền vào cái lỗ tai ha hả, tiểu tỳ hay nói dẫn đích, ta biết, ngươi là dự định tương của nàng ký ức lâu đi. Không sai. Lâm Hiên gật đầu, vừa thấy Tân Nguyệt đích một mạng, nếu là bị thử nữ nói ra, chính đã có thể chịu không nổi, kỳ thực nhất ổn thỏa đích cách làm, thì lạc thủ tồi hoa, nhất nho nhỏ đích linh động kỳ nữ tử, mặc dù đã chết, chính cũng sẽ không có bất luận cái gì phiền phức đích. Nhưng Lâm Hiên cũng không có làm như vậy, mặc dù nhiên đối đã địch nhân đích thời gian, hắn thủ đoạn độc ác vô tình nhưng bản chất tình thì thị huyết chính là nhân vật canh không thích làm sát kẻ vô tội giá tiểu thanh bất quá may mắn gặp dịp mà thôi hơn nữa nghiêm ngặt nói đến vừa còn giúp liễu chính một bả lâm hiên cũng sẽ không lấy oán trả ơn a à. vì vậy còn lại đích tuyển trạch chớ quá vu tương của nàng ký ức lâu đi đương nhiên chỉ bất quá là vừa cương na nhất bộ phận mà thôi đương nhiên làm như vậy cũng có tai họa ngầm giả như thử nữ có thể tiến giai nguyên anh kỳ, ký ức tuyệt đối hội khôi phục địa. Nhưng giá chỉ là lý luận thượng, lấy tư chất, trúc cơ đều rất khó khăn, nguyên anh trên cơ bản cân thiên phương dạ đạm không sai biệt lắm. Húng thối 10 vạn bộ thuyết, thì là sau đó thực sự hữu nghịch thiên cơ duyên, tiên đạo đường đi tên kia xa, hữu làm sao, không biết thì mấy trăm năm hậu chuyện tình liễu, khi đó chính khẳng định đã sớm phi thăng tới rồi linh giới trung. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động, Lâm Hiên phân tích lợi và hại, xác định làm như vậy không có vấn đề, bằng không giả như chân hội uy hiếp chính, thì là trong lòng ấy nấy, cũng chỉ có thể sát nhân diệt khẩu. Dù sao trường sinh đường, vốn là tràn ngập liễu huyết vũ tinh phong, cũng may tình huống hiện tại, còn không dùng làm như vậy. Nhìn té xỉu đích thiếu nữ, Lâm Hiên thở dài, cùng lắm thì sau cấp một ít tinh thạch bảo vật, quyền cho rằng bồi thường được rồi. Sau đó Lâm Hiên hai tay bấm tay niệm thần chú, thi triển lâu đi ký ức đích pháp thuật. Làm tốt tất cả, Lâm Hiên tương thử nữ đặt ở một gian khách phòng đích trên giường, sau đó đi ra lầu cát, kháng liễu liếc mắt phía trước đích quan mạc, tay áo bào phất một cái, kỹ can trận kỳ bay vút ra. Đông Theo Lâm Hiên một điểm chỉ, trận kỳ hóa thành bóng đen, đều đều rơi lạ tả tại lầu cát đích bốn phía, Lâm Hiên thỏa mãn đích gật đầu, tuy rằng theo lý thuyết, hiên viên thành đích chủ ủy hội hẳn là sẽ không tại đây mặt trên gian lận, nhưng đương nhiên chính dùng chính đích trận kỳ rất tốt. Sau đó Lâm Hiên thân hình chợt lóe, trực tiếp đi tới lầu các đích nhị tầng. Nơi này có luyện công phòng, sáng sủa mà rộng mở, tuy rằng thì buổi tối, nhưng tại gian phòng đích trung ương, nhưng treo ở một viên nắm tay khổ đích Minh Châu, nhu hòa đích quan vựng tòng bên trong phát sinh. Thiếu chủ, ngươi dự định làm cái gì? Nguyệt Nhi hiếu kỳ đích thanh âm truyền vào cái lỗ tai. Vựng, nhà đầu kia đích trí nhớ có đúng hay không cũng quá xoa liễu. Lâm Hiên một trận nguyên ngữ. Vừa không nói quá, vì người chuẩn bị tắm thuốc sao? Tắm thuốc. Nồng, huyền âm minh dịch. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, che miệng khinh cười rộ lên. Na tiểu tỳ đi trước ngủ, luyện công yếu nghỉ ngơi dưỡng sức ma, phiền phức thiếu chủ một hồi gọi. Nguyệt Nhi nói, ông nhu đích đánh một A à khiếm, sau đó nằm xuống. Nhà đầu kia. Lâm Hiên có chút dở khóc dở cười, nếu như này đây tiền, Nguyệt Nhi khẳng định hội cùng chính đích, khả từ lần kia thăm tình biểu lộ sau đó, tuy rằng hai người bình thường chính giữ trước đây tương đồng, khả có đôi khi, nhưng tự hồ có một chút cải biến. Chính giúp nàng chuẩn bị tắm rửa đích bảo vật, tiểu nha đầu nhưng chạy đi ngủ vu. Lâm Hiên gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một tia phiền muộn vẻ, cái này người đần, lại không biết nói Nguyệt Nhi nào có ngủ, tiểu nha đầu mở một con mắt lặng lẽ ra bên ngoài kháng sau đó bất mãn đích tương tiểu bộ quyệt lên thiếu chủ thực sự là đầu gỗ nhân gia muốn cho ngươi hò hét đã nói luyện huyền âm minh dịch đích thời gian mong muốn bảo bối nguyệt nhi cùng bổn giá cũng không hiểu nữ hai tử ma tổng thích thính dỗ ngon dỗ ngọt nguyệt nhi cũng không có thể ngoại lệ lâm hiên nhưng na dự đoán được nhiều như vậy cũng không có phát hiện nguyệt nhi đích bản cửu chương kéo qua hé ra bộ đoàn khoanh chân mà ngồi bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục khởi thể lực tới. Ban ngày thời gian, vẫn chưa cùng người động thủ, pháp lực tất nhiên là sung túc, về phần một chút mệt nhọc, dĩ hắn nguyên anh tu sĩ đích thần thông, bất quá nhất chén trà nhỏ công phu, đã hoàn toàn khôi phục. Sau đó Lâm Hiên tay áo bào phất một cái, nhất tạo hình phong cách cổ sư đích đỉnh lô bay vút ra, cả vật thể vẽ, mặt ngoài hoàng điêu khắc trứ giao lông, vừa nhìn chỉ biết phẩm cấp không sai, không cần phải nói, thì tử long đỉnh liễu nhìn huyền phù trong người tiền đích bảo vật, Lâm Hiên thở dài, đương niên để cứu trị thái hư chân nhân, Giá đỉnh lô chính Âu Dương cầm tâm thân thủ giao cho chính, hôm nay giai nhân nhưng thân hãm hiểm cảnh, tòng ngày mai bắt đầu, chính cũng nên tưởng nghĩ biện pháp, thấy thế nào thay tha giải độc, tuy nói một năm trong vòng, đều không có nguy hiểm, nhưng trung liễu thiên chu cổ độc, phát tác đích thời gian thế nhưng thập phần thống khổ, Lâm Hiên chân nhân không hy vọng Âu Dương bị khổ nhiều. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu, tay áo bào phất một cái một người khay bay vút ra mặc trên trang đầy các loại dược liệu bảo vật chính thì luyện chế huyền âm minh dịch dùng đích nói lên luyện chế thử dịch đích phương pháp giữ phổ thông đích luyện đang hữu đại không giống nhau dù sao một người thể trắng một người dịch thể lâm hiên cổ tay cuốn một người ngọc đồng xuất hiện hắn tương thần thức chìm vào bên trong ngọc đồng trung thử liễu khắc ấn hữu huyền âm minh dịch đích phối khoa phương thuốc dân gian đối với luyện chế quá trình cũng có phi thường kể lại đích diễn thuyết. Lâm Hiên từng câu từng chữ đích. Đọc, cũng không nghĩ ra hiện cái gì sai lầm. Tại luyện đang phương diện Lâm Hiên một có bao nhiêu thiên phú, quay về với chính nghĩa phế đi cũng khả dĩ dùng làm sát biển sao chiết xuất đích. Bất quá giá 200 năm qua, hắn tương tiên đang đương đường hoàng, đủ loại đích linh đan, chính cũng không biết luyện chế liễu nhiều ít, tục ngữ nói đắc hảo, quen tay hay việc, kinh qua nhiều như vậy biến đích liên hệ, luyện đan thuật tuy rằng còn có đạt được tông sư cấp, nhưng là xa phi giống nhau đích luyện đan sư có thể sánh bằng. Mà giá huyền âm minh dịch ngao chế đích phương pháp, lại nói tiếp kỳ thực có chút giản đơn, độ khó, cũng tự cân trúc cơ kỳ tu sĩ dùng đích đang dược không sai biệt lắm. Xem đến nơi đây, Lâm Hiên thật to thở vào nhẹ nhõm, bằng không dịch thể nên như thế nào chiết xuất, hắn thật đúng là không có thử qua, xem ra bàn Nguyệt Nhi chuẩn bị tắm thuốc hẳn là không có vấn đề liễu. Trong lòng nghĩ như vậy trứ, Lâm Hiên buông ngọc tứ giảng, bấm tay tệ đạn, một đạo quan hà bay ra đầu ngón tay, lượt co lại toàn, biến thành nhất chích nhi cánh tay thô đích cánh tay, nhẹ nhàng vạch trần đỉnh lô. Sau đó khay rung lên, bên trong đích tam dạng dược liệu phi lên, phân biệt thị một gốc cây thiên niên hà thủ điểu, đã sơ bộ thành hình liễu. Đối với thế tục con người mà nói, như vậy đích bảo vật hiếm có, nhưng tự người tu tiên, tắc bất toán cái gì, lưỡng đạo kiếm khí tòng lâm hiên đích ống tay áo ngư du ra, làm quang lóe ra, tương hà thủ điểu tể thành đầu phụ khổ đích hình khỏa lạp, sau đó toàn bộ trang nhập đỉnh lô lý. Về phần mặt khác lưỡng dạng đông tây, một loại thị hồng sắc đích bột phấn, mặt khác một loại canh kỳ lạ, ngoại hình cư nhiên có chút giống hồ la bạc. Lâm Hiên cũng tương cổ môn dựa theo Ngọc Miêu Trung ghi lại đích yêu cầu, kinh qua một phen xử lý lúc, toàn bộ trang vào đỉnh Lô Trung. Giá tam dạng Đông Tây, thì trước hết ngao chế, còn lại đích thiên tài địa bảo, tắt căn cứ bất đồng đích hỏa hậu, chậm rãi thêm vào, Lâm Hiên đang muốn cái thượng đỉnh lô, đột nhiên biểu tình cứng đờ, chính cương nhiên phạm vào một người rất cấp thấp lệch lạc. Quên múc nước tới. Lại nói tiếp, giá cũng không trách hắn làm lỗi, luyện chế khác linh đan, tổng linh động kỳ đáo nguyên anh kỳ, Lâm Hiên sẽ không có dùng quá thủy. Chỉ cần tương các loại thiên tài địa bảo hỗn hợp, giống nhau thực vật loại dược liệu đích bên trong, vốn có tựu có một chút hơi nước đích, hoàn toàn đủ. Khả hiện tại, tự mình là muốn nhau chế dịch thể A, à, thế nào khả năng một thủy ni? Lâm Hiên đang muốn khứ thủ, đột nhiên đuôi lông mày khẽ động, thần thức trong, Nguyệt Nhi hảo như đang ngủ, khả không coi vào đâu, nà đối đẹp đích con ngươi nhưng tại hơi chuyển động trứ, lẽ nào thuyết? Mặc dù đang cảm tình phương diện, Lâm Hiên chính có một chút đầu gỗ, nhưng kinh qua Nguyệt Nhi lần kia biểu lộ đích lễ rửa tội sau đó, còn hơn từ trước dĩ rõ ràng được rồi rất nhiều trong lòng mơ hồ hữu như vậy một điểm giảng thường trắc nguyệt nhi thiếu chủ ta vong nã thủy liễu ngươi đi giúp ta thủ một điểm lai like, được chứ ân ừ, tốt đang ngủ đích mổ nữ sưu đích một chút mở liễu mí mắt thiếu chủ ta cái này giúp ngươi khứ thủ có thể giữ thiếu chủ cùng nhau làm việc đối với nguyệt nhi mà nói hay hạnh phúc nhìn tiểu nha đầu đích bóng lưng tiêu thất Lâm Hiên cười cười, sau đó trên mặt cũng hiện ra nhất phó an tâm sự yên lặng đích hình dạng. Tại đây hỗn loạn đích hồng trần trung, tại đây vô tình đích tu tiên giới, chỉ có tha tượng chính đích cản, hữu Nguyệt Nhi làm bạn, thiếp hảo. Rất nhanh, Nguyệt Nhi mang tới liễu thủy, lèn lén tiểu liễu liếc mắt hai bên trái phải đích niên thiếu, đang muốn bay trở về ống tay áo, Lâm Hiên đích thanh âm truyền vào bên tai. Nguyệt Nhi, biệt ly khai, tự ở một bên cùng ta, Ân Nguyệt Nhi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trọng trọng đích gật đầu, y ôi tại Lâm Hiên đích bên người. Lâm Hiên nhìn thoáng qua trong lòng đích thiếu nữ, bởi tha một có thân thể, sợ dĩ mặc dù là như thế này thân cận đích dựa vào, nhưng cũng cũng không hội ảnh hưởng chính luyện đan. Lâm Hiên tương thủy thêm vào đỉnh lô bên trong, sau đó mở khẩu, một đạo anh hỏa phun sĩ không hô đích một chút, tương lô đỉnh bao vây, hỏa quan dưới, Nguyệt Nhi có vẻ càng phát ra đích xinh đẹp tuyệt trần khả ái. Lâm Hiên cũng canh hết sức chuyên chú đích luyện nổi lên huyền âm minh dịch lai. PS, nói được thì làm được, đam xuất tự dân, cảm tạ định lâu, cảm tạ tự ánh trăng, cũng cảm tạ sở hữu chi trì bách luyện đích đạo hữu, huyễn vũ hội nỗ lực đích, tối hậu, kế tục cầu đề cử phiếu liễu. Chương 1103 Lấy hắn đích luyện đang thuộc đích tạo nghệ, này quá trình cũng không khó, ước chừng nửa giờ sau, ẩn ẩn khác thường thường đích hương chui vào mũi. Lâm Hiên trong mắt hiện lên sắc mặt vui mừng, tay áo bào phất một cái, một táp âm lạnh đích gió lạnh bay vút mà ra, hô đích một chút, đem đỉnh lô bọc, anh hỏa tùy theo dập tắt. Đỉnh lô chậm rãi trôi nổi, đi vào trước người ba thước chỗ, lô cái mở ra, trong suốt trong suốt đích chất lỏng hiện ra với trước mắt, có điểm phím lam, nhìn qua giống như xinh đẹp đích nước biển bình thường. Lâm Hiên cầm lấy trong tay đích ngọc tứ giảng, đem thần thức trầm bát bên trong, một lát sau ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vừa lòng vẻ. Trước mắt vật bất luận ánh sáng màu, hình thái, hay là mùi nhi, đều cùng ghi lại không có phân biệt, đúng là tuyệt hảo đích huyền âm minh dịch. Nguyệt nhi, trong chốc lát ngươi tắm rửa đích thời điểm đem vật ấy gia nhập thanh thủy, cùng sử dụng đan hỏa đun nóng, làm cho thầy khí quanh quẩn với thân thể bốn phía, nhìn xem hiệu quả, sau đó nói cho ta biết. Nguyệt Nhi gật gật đầu, bởi vì không có thân thể, đây vẫn là nạn bồ trăm năm qua lần đầu tiên tắm rửa, cảm giác mang thú vị. Lâm Hiên lãng tránh, đi bên cạnh đích khác một cái phòng lý. Kéo qua một trương bồ đoạn, khoanh chân ngồi ở mặt trên, linh lực vận hành 12 chu thiên, nhưng mà không biết tại sao, đã có chút tâm viên ý mã, nhất là tiếng nước ẩn ẩn truyền vào tai, tiểu nha đầu còn năm nga hát, Lâm Hiên thiếu chút nữa nhìn không được đem thần thức thả ra. Cũng may hắn đích ý chí lực hơn xa cùng giai tu sĩ có thể sánh bằng, rốt cục hay là không đi làm khác người Việt, đừng nói, loại này khảo nghiệm có thể so với luyện tâm lộ, không, muốn càng tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiên kết thúc ngồi xuống, tuy rằng nhẫn được có điểm vất vả, nhưng trải qua lần này ma luyện, tâm cảnh cư nhiên chẳng biết tại sao để cao một chút, không biết có tính không chuyện vui ngoài ý muốn. Lâm Hiên lắc đầu, khóe miệng biên lộ ra một tia cười khổ vẻ, lần sau Nguyệt Nhi luyện công đích thời điểm, chính mình hay là tận lực cách xa một chút tốt lắm, nếu không, thực xem như một loại tra tấn thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Cùng với làn gió thơm, quan tâm đích thanh âm truyền vào trong tai, Lâm Hiên ngẩng đầu, liền thấy một trương khuynh quốc khuynh thành đích khuôn mặt. Không cần phải nói, là vừa mới vừa tắm rửa xong đích tiểu nha đầu. Sợi tóc thường như trước lộ vẻ bọt nước, xích trắng đích hai chân, tuy rằng không có thân thể, nhưng Nguyệt Nhi giờ phút này đích bộ dáng, lại mười phần mười giống bình thường đích cô gái xuất dục. Đẹp không sao tả xiết, Lâm Hiên lặng lẽ nuốt khẩu nước miếng nhớ tới chính mình tối hôm qua tâm viên ý mã, có chút có điểm chột dạ, ở mặt ngoài vội giả bộ một bộ bình tĩnh ung dung đích bộ dáng. Không có gì, Nguyệt Nhi, như thế nào, này huyền âm minh dịch đích hiệu quả được chứ? Cũng không tệ lắm, vật ấy đối tu luyện rất có ích lợi, nhưng cần dựa vào này, tiểu tỳ cũng không có nắm chắc có thể kết anh thành công. Nguyệt Nhi gật gật đầu, bên môi lộ ra ôn nhu đáng yêu tươi cười. Không quan hệ, ta vốn cũng không nghĩ tới cận dựa vào vật ấy khiến cho người đạt tới nguyên anh kỳ, hữu hiệu quả là tốt rồi, ít nhất chứng minh kia họ là đích tên không có nói dối cùng khi, nếu thực tìm không thấy biện pháp, chúng ta cũng chỉ hảo bảo hổ lục gia, cùng hắn hợp tác một lần. Lâm Hiên lấy thủ phủ ngạch, trầm ngâm nói. Ừ, tiểu tiền nghe thiếu gia phân phó, muốn lợi dụng ta, đến lúc đó khẳng định làm cho hắn ăn đại đau khổ. Đối với Lâm Hiên đích lòng dạ, Nguyệt Nhi tin tưởng mười phần, thể hiện tâm cơ, tự hồ còn chưa bao giờ có hại qua. Nói chuyện phím trong chốc lát lúc sau, Lâm Hiên đích tim đập chung vu bình phục, Nguyệt Nhi hóa thành một đạo bạch quan, trở lại hắn đích trên người, Lâm Hiên ra lầu cát, tiếp tục đi phường khu phố đi dạo, thu mua dùng chung đích thiên tại địa bảo. Thời gian dịch qua, đảo mắt đã là 9 ngày đích công phu, cả hiên viên thành trải rộng Lâm Hiên đích dấu chân. Thiên vân giao dịch hội quả nhiên nổi danh vô hư, tuy nói không có thu mua đến toàn bộ muốn mua gì đó, nhưng thu hoạch cũng thập phần kẻ khác vừa lòng bất quá lâm hiên đích mày như trước gắt gao nhăn lại một là thiên chu cổ độc tuy rằng hắn chạy vô số đích cửa hàng cũng phá giải đích phương pháp còn không có cho tới thủ cầm tâm ở xa xa đau khổ chờ đợi chính mình lại một chút tiến triển cũng không có mỗi khi niệm điểm chỗ lâm hiên còn có lòng nóng như lửa đốt có vẻ giác nên làm cái gì bây giờ đâu thiếu gia nếu không chúng ta đi bả một vạn Phật Tông Hòa Thượng là được. Nguyệt Nhi đích thanh âm truyền vào tai, lời này nguyên bản đúng vậy, muốn giải độc, tìm hạ độc người tự nhiên là tốt nhất lựa chọn, nhưng mà thực hiện lại khó khăn. Vạn Phật Tông truyền tống từ thượng cổ, môn nội công pháp sổ bất thắng sổ, không nhất định mỗi người đều tu luyện có độc công, tùy tiện bắt một hòa thượng, khẳng định chiến không đến giải độc chi sách, có thể còn có thể đã thảo kinh xà. Hiên viên thành cao thủ nhiều như mây, nói không chừng còn có ly hợp kỳ lão quái vật, Lâm Hiên mặc dù tự tin thần thông không tầm thường, lại cũng không dám dễ dàng mạo hiểm đích. Ít nhất bây giờ còn không tới kia cái tình trạng, một năm trong vòng cầm tâm tuy rằng hồi chịu chút khổ sở, nhưng tánh mạng nhưng không có trở ngại đích, chính mình không cần nóng vội, chậm rãi đích cuối cùng sẽ nghĩ đến giải quyết đích chủ ý. Trong lòng như thế trấn an chính mình, Lâm Hiên thâm hít sâu, đem có chút mạnh mẽ đích tâm tình bình phục tiếp. Trừ bỏ cổ độc, một khác làm cho Lâm Hiên quan tâm đích chính là ma anh trên người đích tai họa ngầm, không thể thăng cấp, hội tạo thành chính mình trong cơ thể âm dương linh lực đích không lan định. Cũng may thông qua sư hồn huyết ma, Lâm Hiên đã tìm ra giải quyết đích chủ ý. Chỉ cần ăn vào chuyển anh đang, hóa khai dược lực về sau, lại dùng đặc thù trận pháp, đem ma anh một lần nữa tế luyện. Cái này quá trình cần 9981 ngày, sau đó có thể đánh tan tai họa ngầm, nhượng ma anh biến thành chân chính đệ nhị nguyên anh đích tồn tại giá cửu thiên tới nay lâm hiên dĩ góp nhặt chuyển anh đang hầu như sở hữu đích nguyên liệu không nhiều không ít còn kém một mặt hạ cô cây cỏ a à hà trảo cách thính tên không có gì ngạc nhiên nhưng tại nhân giới hầu như tuyệt tích không ngừng có thể luyện chế chuyển anh đang thậm chí đối ly hợp kỳ lão quái cũng rất có công dụng như vậy có thể thấy được cổ đích quý hiếm trình độ phổ thông cửa hàng tự nhiên là tưởng cũng đừng tưởng đích. Chính tìm kiếm càng không biết lên giá nhiều ít công phu, Lâm Hiên cũng không có lúc gian khứ chậm rãi sưu tầm núi hoang đại trạch, nà duy nhất có hy vọng đích, hay gần mời dự họp đích đại đấu giá hội liễu. Mọi người đều biết, đấu giá hội thuộc về bí thị giao dịch, bên trong vật phẩm đích quý hiếm trình độ, xa phi bên ngoài thượng đích cửa hàng có thể sánh bằng. Yêu vân giao dịch hội cao thủ tập hợp, khắp nơi thế lực, cũng mang đến liễu sổ chi bất tận đích dị bảo ở chỗ này mặc dù bất thị vật gì vậy đều khoan thuyền tìm được bất quá một ít nghịch thiên đích quý hiếm vật cũng là đồng dạng mới có thể xuất hiện đích tại giao dịch hội khai mạc 9 ngày sau lần đầu tiên đấu giá hội rốt cục đã ở vạn chúng chờ mong trung đúng hạng cử hành đương nhiên lúc này đây bất là ai đều khả dĩ tiếng nhập bằng không hội trường cũng trang không dưới vé vào cửa không cần phải nói quý đắc thái quá ngũ vạn tinh thạch. Nếu như dùng để mua tài liệu, hầu như khả dĩ luyện chế ra nhất kiện phẩm chất xảo thứ đích pháp bảo. Tu Vi cũng có yêu cầu, Nguyên Anh Trung Kỳ. Thay lời khác thuyết, Nguyên Anh lúc đầu đích lão quái vật cùng với cương cương biến hóa đích yêu tộc, toàn bộ đều đương ở ngoài cửa liễu. Lâm Hiên cũng không do âm thầm liếu lưỡi, phải biết rằng, mặc dù Vân Châu Thị tu luyện thánh địa, Nguyên Anh tu sĩ đích tỷ lệ cũng phi thường chi thấp, trong đó tuyệt đại bộ phân tức thì bị cấm tham chính tại lúc đầu. Mà yêu tộc bên kia đích tình huống, cũng là như nhau địa. Giả như thì giống nhau đích bí thì giao dịch, thì là quy mô trọng đại đích cái loại này, hữu lưỡng ba gã nguyên anh lão quái tham gia, dĩ có chút không sai, ở đây nhưng tương lúc đầu đích lão quái toàn bộ từ chối khéo liễu. Yêu vân giao dịch hội, quả nhiên không hổ là 300 một lần đích hoạt động lớn, không có tại hiên viên thành đã từng quy đổ rất khó tưởng tượng đến tột cùng phồn vinh tới rồi cái tình trạng gì. Bất quá cảm khái về cảm khái, Lâm Hiên làm như trung kỳ người tu tiên, tự nhiên là hữu tham gia đích tư cách, lúc này Lâm Hiên cầm trong tay trứ nhất lục sắc đích ngọc đồng, căn cứ bên trong biểu thị đích đường bộ, gọi tới một chiếc thú xa, tượng hiên viên thành đích trung tâm chạy tới liễu. Rất nhanh, hữu một tòa thành trì ánh vào mi mắt trung. Trong thành thành, giá đảo nhượng Lâm Hiên nhớ tới U Châu đích mặt nguyệt tộc. Đương nhiên, thành trì đích quy mô thì bất năng đánh đồng đích. Đã nói trước mắt đích thành trì, đồng dạng đại đắc thái quá, thành tường chừng trăm dặm tả hữu, nếu như phóng ở bên ngoài, đồng dạng thì một tòa cự thành, nhưng lại gần chiếm liễu hiên viên trung tâm đích nhất tiểu bộ phân. Nhân bỉ nhân, tức chết nhân, giá thành trì nhất bỉ, diện tích cũng không thể so sánh nổi. Vưu kỳ dẫn nhân chút mục đích thị, trạm ở cửa thành chấp pháp sử, cộng thập hơn người nhiều, đầu lĩnh đích hai người, cư nhiên thì một gã biến hóa trung kỳ đích yêu tộc cùng một danh nguyên anh trung kỳ đích người tu tiên loại này đẳng cấp đích tồn tại đặt ở cái khác địa điểm thuyết bá chủ cũng không quá đáng hôm nay nhưng đại tài tiểu dụng phải tới duy trì trật tự thủ vệ chi dùng Tòng người trắc diện cũng phản ánh ra đấu giá hội cỡ nào không phải chuyện đùa đương nhiên cũng không phải cố ý bãi hiển mà là không được không làm như vậy tiến trạng đích điều kiện thì ngũ vạn tinh thạch giữ nguyên anh trung kỳ động lòng người yêu lưỡng tộc, không ít lúc đầu đích lão quái vật cũng đồng cử muốn nhất tự việc trọng đại đích. Nếu như chấp pháp sử tu vi thấp, tu tiên giới nhược nhục cường thực, sợ rằng bậc người sẽ sai lầm. Kỳ thực thì là hai gã trung kỳ đích tồn tại, muốn quỷ trụ tràn diện, nhiều ít đều có một chút cố mà làm. Lâm Hiên đi tới cửa thành đích thời gian, tự thấy nơi nào vây quanh nhất vòng lớn người tu tiên, thô sơ giảng lược nhất sổ, chừng cận mươi nhân nhiều, toàn bộ thị nguyên anh cấp và biến hóa kỳ lão quái vật. Cùng là nguyên anh kỳ, vì sao ta tự không thể vào khứ, vé vào cửa ngũ vạn nhất trương điều không phải, thiếu chủ ta nguyện ra gấp ba đích tinh thạch. Thập có chút kiêu ngạo đích thanh âm truyền vào trong tai, lâm hiên khóe miệng biên toát ra mỉm cười, xem ra coi như là nguyên anh cấp tồn tại trung, cũng không phạt ăn chơi trác tán. Giá không có gì hay kỳ quái đích, thử loại tình huống tuy rằng không nhiều lắm, nhưng xác thực khách quan tồn tại trướng như nói cái gì đại đích tông môn gia tộc đích thiếu chủ. Như vậy đích tên khả năng bản thân thiên tư bất lão, lại có đại lượng đích tu tiên tài nguyên khả dĩ thuyên chuyển, trúc cơ, ngưng đan, thế cho nên kết anh, vẫn đều tại môn phái trung đợi, ngoại trừ tu luyện, hầu như không quá khổ, canh không cần phải nói ra đi mạo hiểm liễu. Như vậy đích ăn chơi trác tán, nói như vậy, bị phổ thông đích, còn muốn càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh, dù sao bọn họ bản thân tu vi không kém, mỗi người đều là mắt cao hơn đính đích. Ngũ vạn tinh thạch đích vé vào cửa, đã quý đắc thái quá, người này liên mắt cũng không trác tự nguyện ý ra gấp ba đích giới cách, quả nhiên thì phá sản tới cực điểm chính là nhân vật. Lâm Hiên khóe miệng biên lộ ra vẻ tươi cười, hạ thú xa sau đó tự nhanh hơn cước bộ, xem náo nhiệt cũng không mang không ngoại trừ vây xem đích người tu tiên, kêu gào đích tên thừa trướng một chiếc hoa lệ đích mã xa, xác thực thị mã, chỉ bất quá bị thế tục đích đa ra một đôi tuyết trắng đít cánh chim, nhìn qua đẹp không gì sánh được. Na ăn chơi trác tán nhìn qua khoảng chừng 20 tả hữu niên kỷ, cũng không biết thì tu luyện công pháp hữu trú nhan hiệu quả, chính ăn liễu khát linh đang dịu dược đích duyên cớ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1105 Chương 1105 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bách luyện thành tiên Chính văn Đệ ngũ quyển thiên vân 12 châu đệ nhất thiên 100 linh tứ chương long đàm hổ huyệt bất quá làm người khác chú ý chính là hắn bên người hoàng mang theo hai một cao thủ, một đôi song bào thai lão giả, tổ phát đều đã trắng, dung mạo không có nửa điểm bất đồng, khác nhau ở chỗ y phục, một người vụ mặt hát bào, tên còn lại đích áo choàng nhưng giữ mùa đông lạc tuyết trắng không sai biệt lắm, hữu hai vị trung kỳ lão giả hộ vệ một bên, trách không được dám như thế kiêu ngạo. Không cần phải nói, người này đích thân phận không phải chuyện đùa, phía sau khẳng định có quy mô khổng lồ tông môn gia tộc, vốn xem lúc đầu lão quái vật cũng đều mặc lộ hưng phấn vẻ, bọn họ bình thường đi tới đâu đều thụ ngưỡng mộ, lúc này đây cư nhiên vào không được nhất nho nhỏ đích bán đấu giá phường thị, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ. Nhưng không cam lòng về không cam lòng, những này lão quái vật cũng đều là cơ linh giảo hoạt đồ, minh bạch hiên viên thành đích trưởng lão hội không dễ chọc, thì do bảy đại tông môn giữ yêu tộc đích hiển hách thế lực cộng đồng trưởng quản. Bọn họ chỉ dám trong lòng oán thầm mà thôi, hôm nay có người xuất đầu cầu còn không được, nếu như giá ăn chơi trác tán thật có thể phá hư quy cũ, na chính cũng tự có cơ hội đi vào. Theo thời gian trôi qua, hỏi chạy tới đích lúc đầu lão quái vật càng ngày càng nhiều, bất luận nhân tộc chính yêu tộc, trên mặt đều lộ ra hưng phấn vẻ mắt thấy người đông thế mạnh, rất có nóng ruột đích lão gia này tại hạ mặt châm ngòi thổi gió, thất chủy bác thiệt. Đích khởi ồn ào tới. Nguyên anh trung kỳ, cũng bất quá tu vi so với chúng ta xảo thắng nhất giai mà thôi, truyền nguyên, tất cả mọi người là cùng cấp, dựa vào cái gì bọn họ khả dĩ đi vào. Hay, nếu như thật muốn hạn định điều kiện, cũng nên thị đại tu sĩ có thể vào, như vậy hoàng không sai biệt lắm. Không sai, trung kỳ tu tiên giả hữu có gì đặc biệt hơn người liễu ngoại trừ cảnh giới còn có thần thông bản tôn tựu đã từng tể quá không ngừng một gã trung kỳ đích tu tiên giả tấm tắc bọn họ nguyên anh đích tư vị khả thật không sai suốt đời có ba con mắt con ngươi dung mạo xấu xí đích biến hóa yêu tộc mở miệng đương nhiên ai cũng không biết lời này thật hay giả mắt thấy người nhiều như vậy lên tiếng ủng hộ chính tọa không ở trên xe ngựa đích ăn chơi trác tán càng phát ra đắc ý bản thiếu gia trương húc là thanh châu vạn linh môn thiếu chủ các ngươi nếu thức thời để lại ta đi vào, ta nguyện phó gấp ba đích tinh thạch. Cũng. ngoài đắng lưu đích, đối mặt tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt đích tu tiên giả, này chấp pháp xử nhưng như trước vẫn duy trì bình tĩnh vẻ, dẫn đầu đích hai gã lão quái vật, càng trăm miệng một lời đích quát lạnh bắt đi. ngươi nói cái gì? trương húc vừa sợ vừa giận, vạn linh môn tại thanh châu, khả là phi thường đáng sợ đích thực lực, bình thường nhìn thấy nguyên anh trung kỳ đích tu sĩ cũng đúng chính vẫn duy trì kính ý. Phẫn nộ dưới, người này bất kể hậu quả, quần áo lụa là khí phát tác, tay áo bào phất một cái, một thanh lam sắc đích kiếm tiên bay vút ra, hung hăng đích hướng về tiền phương trảm lạc. Thiếu chủ Hắn bên người đích hộ vệ quá sợ hãi, tưởng ngăn cản dĩ không còn kịp rồi. Tên kia yêu tộc đích chấp pháp sử con mắt kiếu mị, trong mắt hiện lên nhất lũ bạo ngược đích sát khí, người này là thị giao tộc, hơn nữa thì thân thể nhất cứng trắng đích kim dao. Cũng không nói nhiều, đối với na phi kiếm cư nhiên không tránh không né, ngạnh khiên tự trùng lên rồi. Dơ lên cánh tay, chỉ nghe tranh đích một tiếng truyền vào trong tai, kim quan giữ lam mũi nhọn đang vào, phi kiếm bị hắn dùng cánh tay trái ngăn trở, tay phải sưu đích vương, dễ dàng đích xuyên thủng liễu đối phương đích tiểu phúc. Thiếu chủ Vạn linh môn đích hai gã hộ vệ quá sợ hãi, càng để cho bọn họ xích dục nước ra chính là na kim giao tương lợi trảo móc ra, rỗng ruột trong còn có nhất nguyên anh bị cấm tham chính. Tương thiếu chủ trả lại cho ta môn. Hai người sợ ném chuột vỡ đồ, tưởng phát hữu không dám đi tới, cái khác ồn ào đích lão quái vật, cũng tập thể ngay người, không nghĩ tới đối phương liếc mắt không hợp, tự hạ sát thủ. Vạn Linh Môn, Thanh Châu Ngũ Đại Môn phái một trong, trong môn có một vị nguyên anh hậu kỳ đích đại tu tiên giả, nếu như không có khoa thác, hẳn là hay tiểu tử này đích phụ thân rồi, nhưng thì tính sao, tại thanh châu các ngươi khả dĩ tác uy tác phúc, khả ở chỗ này, nhưng chó má đều không phải, bản tôn sinh ra vạn giao cốc. Na Kim Giao nhìn trong tay đích Nguyên Anh, khóe miệng biên tràn đầy chê cười vẻ, tàn bạo đích mở miệng liễu. Vạn giao cốc Này vây xem đích tên, tất cả đều đảo hút một ngụm lương khí, tuy rằng không có chứng thực, nhưng này cũng là yêu tộc đích thánh địa một trong, thuộc lại trong cốc, hữu nhất sống mấy vạn niên, đã đến ly hợp kỳ đích lão giao long. Không sai, bần đạo biết các vị đạo hữu bình thường tiêu giao quán liễu, nhưng các ngươi yếu biết rõ ràng, hiên viên thành điều không phải khả dĩ nhằm các ngươi kiêu ngạo đích, tại hạ công tôn khắc tạm cư thiên xảo môn đương trưởng lão chi chức. Người nọ tộc đích chấp pháp sử, đối với kim giao đích thủ đoạn độc ác, không chỉ có không có mảy may bất mãn, trái lại đứng ở đồng nhất trận tuyến. Vây xem đàn tu đích sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, đã trải qua vừa đích tinh phong huyết vũ, bọn họ có chút phát nhiệt đích ý nghĩ cuối cùng cũng thanh tỉnh liễu ta. Nguyên Anh Sơ Kỳ, đặt ở nơi khác rất rất giỏi, khả chủ trì hiên viên thành chính là lưỡng tộc đích siêu cấp thực lực, tích nhật như yên tiên tử một người lực là có thể diệt sát mấy vạn tu sĩ, đã biết những người này, tại người khác đích trong mắt, bất quá thì con kiến hôi. Bán đấu giá tuy nói khả năng hữu thứ tốt, nhưng không nói đến mãi không mua đắt khởi, dù sao thân gia giữ thực lực thành có quan hệ trực tiếp, thì là thật có cần vật, vì cái này tương mạng nhỏ tặng cũng là phi thường bất có lời đích. Dết gà dọa khỉ, chúng lão quái đều không phải không hiểu, nhưng trước mắt xác thực tình thế bị nhân cường, cho nhau nhìn liếc mắt, tác điểu thú tán. Chỉ có vạn linh môn đích hai gã tu sĩ không muốn ly khai, na mặt hát bào đích lão giả bế ông quyền. Vị này, Giao Huynh, là ta gia thiếu chủ mãn chàng, hoàng thanh ngài tương nguyên anh đưa ta, tệ trên môn hạ, nhất định vô cùng cảm kích đích. Kim giao lực nhất chần chờ, hắn mặc dù có vạn giao cốc che chở, nhưng là không muốn giữ đối phương kết hạ tử cưu, dù sao tiểu tử này đích phụ thân, chính là một gã đại tu tiên giả. Lúc này thủ rung lên, na nguyên anh hóa thành kim mang trở lại liễu hộ vệ trên người, trương hút đích thân thể bị mạc danh kỳ diệu đích bị phá hủy, nhưng mà như vậy đích ăn chơi trác tán gặp phải ngăn trở, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng không có phẫn nộ, sở hữu đích biểu tình chỉ còn lại có sợ hãi liễu. Lâm Hiên đứng ở hơi nhiên, tương phát sinh đích kinh qua toàn bộ kháng tại trong mắt, nguyên bản chỉ là náo nhiệt, khả vẻ mặt của hắn, nhưng ào ào âm chìm xuống liễu. Thiếu chủ, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Nhi hiếu kỳ đích thanh âm truyền vào cái lỗ tai. Nguyệt Nhi, lần này, chúng ta có thể đi tiến nhập lòng đàm hổ huyệt trong. Lâm Hiên hít. Khí, tại thần thức lý trả lời tiểu nha đầu đích vấn đề tức là làm sao nguyệt nhi có vẻ không hiểu liên nhập khẩu đều khiến cho như vậy tinh phong huyết vũ có thể nghĩ hội trường lý phòng thủ thì cỡ nào nghiêm mật chỉ cho phép nguyên anh trung kỳ đích tu sĩ tiến nhập như vậy đích giao dịch không biết gặp phải thế nào nghịch thiên đích bảo vật nếu như ta đích thân phận bại lộ thiếu chủ ngươi lo lắng cái gì na mặt nạ đều không phải liên nguyên anh hậu kỳ đích tu sĩ cũng nhìn không thấu nguyệt nhi mỉm cười mở miệng Hậu kỳ tu sĩ thì không được, khả ly hợp kỳ lão quái vật đích thần thức, nhưng khả dĩ. Thiếu chủ, ngươi là thuyết ly hợp kỳ lão quái vật, cũng mới có thể tới tham gia như vậy đích giao dịch. Nguyệt Nhi giật mình đích thanh âm truyền vào lý. Ta cũng không dám khẳng định, nhưng khán giá tình hình cũng không phải là không có khả năng. Na làm sao bây giờ, nếu không, chúng ta buông tha được rồi. Không được, ngoại trừ loại này đẳng cấp đích đấu giá hội, địa phương khác căn bản tìm không được hạ cô thảo, để chuyển anh đang, coi như là đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn văn nhất sắm. Lâm Hiên trong mắt, hiện lên kiên định quan mang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1106 Chương 1106 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tiên đạo khó khăn, Lâm Hiên cũng không phải là không có trải qua nguy hiểm, huống chi ly hợp kỳ lão quái có thể có xuất hiện ở bí thị đấu giá, bất quá suy đoán truân đã, hắn tự nhiên không thể nào vì vậy tự nào núng buông tha cho. Giàu sang hiểm trung cầu Văn xin, mình muốn lên cấp hậu kỳ, nhất định phải trước giải quyết ma anh không thể thăng cấp. Lâm Hiên hít vào một hơi, thần sắc thông dong còn giống phía trước chậm rãi đi. Làm như nguyên anh trung kỳ người tu tiên, tự nhiên có tiếng vào buổi đấu giá tư chất cách, chưa nộp năm vạn tinh thạch sau này, Lâm Hiên thuận lợi tiến vào trong thành. Bên trong phi thường trống trải, một cách không ngờ, chỉ có thưa thất cực ít kiến trúc, cấm vô ít cấm chế đồng dạng không có mở ra, Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra một tiên hoàng vị ý khó khăn nói nói một 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 một, một bất quá hắn cũng không có làm nhiều tự định giá, mà là trực tiếp đem thần thức thả ra, rất mau thì hiệu ngãi L được, hóa thành một đạo cầu vòng, giống như phía trước bay vút mà đi hẹn một chiếc trà công phu. Thời gian sau này, Lâm Hiên chạy trốn quan một đề, ngừng lại. Phía trước xuất hiện một ngọn quỳnh lâu điện ngọc loại đại điện. Toàn thân trong suốt, xây dựng lần này điện tài liệu lại là thượng mẹ kiếp ôn ngọc cùng hàng tuyết thủy tinh. Mặc dù đối với người tu tiên, cũng phi thường xa xỉ liễu. Đại điện cửa vào, bay chính gã chấp trị khiến, thuần một sắc nguyên anh cửa chủy hình dạng, trung kỳ tu sĩ, Lâm Hiên đi tới thời điểm, lập tức cảm giác vài luồng âm hàng thần thức, ở trên người mình quét qua, bất quá rất nhanh vừa chuyển đến nơi khác. Lâm Hiên trong lòng có chút nói thầm, nhưng trên mặt chút nào dị sắc bất lộ. Giấu giếm, thân thanh mang cùng nhau, tự bay vào này quỳnh lâu điện ngọc loại trong đại điện. Bên trong rộng lớn vô cùng, hơn nữa bố cục cũng có khác cho giống như bí thị, các tu sĩ cũng không phải là ủng chung một chỗ, mà là thư thớt rơi lạ tả chung quanh, hiện lên hình tròn phân bố, về phần đấu giá bình thai, ngược lại là ở vào trung gian. Ở giữa. Như vậy bố trí, tầm mắt càng phát ra trống trải, bất luận ai mua hạ đồ, bằng nguyên anh tu sĩ thần thức, cũng có thể đủ cảm ứng rõ ràng, lâm hiên bên khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng, như thế long trọng buổi đấu giá, lại ngay cả đơn giản nhất, ẩn màu khách cũ thân phận cấm chế cũng không có, đây không phải là cố ý muốn vén lên máu vũ tinh phong. Những người khác cũng đại nhiếu, Lâm Hiên cũng không ít lão quái vật trên mặt, cũng thấy được rất rõ ràng đích mưu đột nhiên chẳng qua là oán thầm mà thôi, không có ai sẽ làm ngay mặt tạ oán chuyện ngu xuẩn. Lâm Hiên thô sơ giảng lược một đánh giá, chỉ là đã trình diện lão quái vật thì 600 ra mặt, nhân tộc cùng yêu tộc thế lực không sai biệt lắm, các chiếm giống như chừng. Thuần một sắc trung kỳ trở lên người tu tiên, trong đó hậu kỳ đại tu sĩ ước chừng hơn 40 người nhiều, có thể nói như vậy, ngày vân 12 châu cao cấp tồn tại này buổi đấu giá tự chưa dứt một phần năm sổ ngạch. Lâm Hiên tìm một cái hẻo lánh địa phương. Chỗ ngồi xuống. Khoảng cách giao dịch bắt đầu, ước chừng còn nửa nửa canh giờ thời gian, hắn chưa từng có nhiều đánh giá chung quanh người tu tiên, như vậy quá làm cho người chú ý, Lâm Hiên nhắm lại hai mắt, bắt đầu nuôi dưỡng lên thần trí liễu. Đột nhiên, Lâm Hiên con ngươi huy lui, trên mặt lộ ra một tiên nghi ngờ. Thiếu gia, sao sao liễu? ta vừa mới nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Quen thuộc. Nguyệt nhiên ngẩn ngơ, nét mặt có chút cổ quái. Tiểu tì nếu là không có nhớ lầm, ở nơi này ngày vân 12 châu, thiếu gia tựa hồ không có nguyên anh trung kỳ trở lên bằng hữu, chẳng lẽ là trăng non tiên tử. Trăng non, cũng không phải là nàng này. Lâm Hiên lắc đầu. Có thể là ta hoa mắt liễu, cánh phản phất là vị kia như yên cô nương. Lâm Hiên nói tới đây, trong mắt cũng có vài phần mê hoặc, theo lý thuyết, bằng tu vi của hắn thần thông, không thể nào nhìn lầm, mà nếu yên chỉ là ngưng đan kỳ người tu tiên, kia có thể tới tới chỗ này, hơn nữa nàng này thân ảnh, chỉ có thoáng một cái mà thôi, theo sau sẽ thấy cũng tìm không được tung tích. Lắc đầu, Lâm Hiên đem việc này tạm thời vứt chưa sau đầu. Cả đại điện, Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên tồn tại đã vượt qua 600, song không có ai biết, tự ở chính giữa bàn đấu giá bầu trời, còn nửa hai người trôi nổi lạnh lùng chú thích vụ nhất cử nhất động của bọn hắn. Bên trái tay dạ một gã sắc mặt tái xám lão tăng, hình dung khô héo, nhìn qua tự phản phất tùy thời có yếu ớt ngã lăn giống nhau, không chỉ có như thế, trên mặt hắn còn có một nói vết sẹo, hơi có vài phần làm cho người ta cảm thấy đáng sợ, trên người khoác một đỏ thẫm áo cà sa. Đừng xem người này không ra gì, nhưng là nhân giới có thể đếm được trên đầu ngón tay ly hợp tu sĩ, vạn Phật tông hai vị thái thượng trưởng lão một trong, người mang đứng đầu thần thông phật môn đại tu sĩ mà bên cạnh hắn cái kia còn lại là một cao quan lão giả trường tai bích con mắt tóc cũng là màu xanh lá cây đậm chính là kia cháu gái bị được điền tiểu kiếm diệt sát cửu đầu lão tổ cấp năm yêu tộc kia thần thông cùng ly hợp kỳ tu sĩ chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau mỗi lần ngày vân giao dịch hội triệu khai yêu nhân hai tộc cũng sẽ cắt phái ra một gã như vậy tồn tại ngồi quỷ chỗ tối theo lý thuyết và như vậy quái vật đã sớm không hỏi thế sự giống như pháp bảo hơn nhìn không có ở đây trong mắt có thể chẳng biết tại sao lần này nhưng giá lâm bí thì buổi đấu giá liễu một người một yêu vô ích treo ở trên đại điện tuy nói bọn họ là ly hợp kỳ lão quái vật động thuật huyền diệu vô cùng nhưng cũng không thể có thể đem nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ thần thức toàn bộ giấu giếm được đi trừ bản thân pháp lực cao siêu nguyên nhân vẫn còn cho bọn hắn vị trí vị trí có cổ tu sĩ bày bí ẩn trận pháp, hai người chồng, mới đem thân hình của bọn hắn hơi thở, toàn bộ ẩn núp lên. Tuệ lối đi hữu, ngươi nói thiên châu la gia vừa cho tàn phục út liễu, cái này tiêu tức có phải là thật hay không, cụ thể tin tức, ta cũng không rõ ràng lắm, dạ ngắm đình lâu phi kiếm truyền sách, vẫn phái tới liễu môn hạ đệ tử, cho chúng ta cẩn thận để ý, không thể để la gia lợi dụng sơ hở. Hoa thượng thở dài, chậm rãi nói ra này hạnh ngôn ngữ. Hừ, ta xem ngắm đình lâu lão nhân kia, căn bản là chuyện bé xé ra to, là già cũng tiêu diệt nhiều năm như vậy liễu, cho dù có hơn hiếu, cũng không đáng giá nhắc tới, như nếu như đối phương thật khó giải quyết nói, kia lão quái vật để làm chi mình không chỗ này. Cửu đầu lão tổ xem thường nói, tuệ thông hòa thượng đối với đình lâu, nhưng thật ra cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng cũng là loại người nhất mạch, gặp lão yêu nói như vậy, mặt ngoài thượng cũng không khỏi không giúp lâu cãi lại đạo hữu không thể nói như vậy, là gia đại địch, mặc dù là chúng ta bảy thế lực lớn, bất quá nên gia tộc đến tột cùng truyền thừa liễu như thế nào huyết mạch, nói vậy ngươi sẽ không không rõ ràng lắm, nếu thiên châu la gia thật sự khôi phục, đối với các ngươi yêu tộc đồng dạng không có có nhiều ít chỗ tốt, này có thể liên lụy đến thời kỳ thượng cổ. Đi, ngươi không cần lấy mấy trăm vạn năm trước cùng âm ti giới phát sinh chuyện kia tới dọa ta, huống chi thật nói về tới chúng ta nhân giới nhất vô tội, chuyện này căn bản là linh giới cùng âm ti giới mấy vị đứng đầu tồn tại ân oán kết quả nhân giới lại bị cuốn vào làm như pháo hôi thôi nếu không cổ tu sĩ tại sao lại xuống dốc ban đầu nhân giới cũng không dừng lại chín người kết quả cuối cùng đại chiến trung có mấy người mặc biên trực tiếp bị được một liễu nghe nói vẫn đưa tới liễu chân tiên cửa can thiệp Cửu đầu lão tổ nói tới đây trên mặt cũng lộ ra một tiên ngưng trọng ý hừ chân tiên thì như thế nào ta nhưng dạ từng nghe nói, ban đầu âm ti giới một vị, bị buộc nóng nảy, thật đúng là cùng tiên giới sứ giả động thủ. Tuệ thông hòa thường có chút quỷ dị mở miệng. Nga ngươi giả dạ nói một, một 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 đi, chuyện này có một chút mới thôi, mặc dù quá khứ liễu mấy trăm vạn năm, nhưng cũng không phải chúng ta nho nhỏ ly hợp tu sĩ có thể nghị luận, là gia mặc dù cũng cùng thượng cổ chuyện kia không có quan hệ, nhưng dù sao cơ duyên xảo hợp, đạt được một điểm thiên sát minh đất huyết mạch, từ từ góc độ này, bất kể định lâu tin tức có hay không lầm, chúng ta cũng phải cẩn thận một số. Nếu không đối với nhân tộc yêu tộc, có thể cũng không có. Lợi. Hoa thường lạnh lùng nói. Được, tự theo đạo hữu. Cửu đầu lão tổ gật đầu, không hề nữa cho biết phản đối. Ý kiến liễu. Hai người ẩn thân nơi này, chính là hy vọng tìm được la gia hành động đoan nghề, mà thời gian từ từ trôi qua, buổi đấu giá cũng rốt cục chính thức bắt đầu linh quang lóe ra trung gian ở giữa trên đài cao xuất hiện một mạng dịu thân ảnh có chút mông lung nhàn nhạt sương mù quanh quẩn ở nàng thân thể bốn phía chỉ chốc lát sau mới từ từ tản đi một gã cung trang cô gái thân ảnh tiến vào trong tầm mắt nhìn qua ước chừng chừng hai mươi kỹ cũng có thể nói dung mạo không tệ mỹ nữ song lâm hiên chú ý tới nàng này lỗ tai phía sau có một chút thập phần thật nhỏ màu bạc kình tắm Hiển nhiên, nàng không phải là thuần khiết loại người tu sĩ, nhưng là cũng không phải là bình thường biến hóa yêu tộc, 89 phần 10, dạ con lai. Vốn là tình huống như thế, vì hai tộc sở không tha, nhưng có khi cũng chuyện huống đặc thù, nữ tử này hơn phân nửa là mổ người ly hợp kỳ lão quái hậu nhân liễu. Hoan nghênh mọi người đi tới cung quản, thiếp thân tuyết trắng, lần này buổi đấu giá tùy ta chủ trì. Nói xong lời này, nàng này phủi tay, bên cạnh một cái cửa nhỏ, chi nha mở ra, bảy tám tên thị nữ nối đuôi nhau đi ra. Mỗi một trong tay người, cũng đang cầm một cái khay, khay thượng bọc có vải đỏ, Lâm Hiên đem thần thức thả ra, lại bị bắn ngược liễu trở lại, hắn không khỏi sắc mặt khẽ biến. Một chút chần chờ, đem thần thức trục trở về, hắn cũng không muốn bởi vì mạnh mẽ nhìn trộm, khiến cho khác người chú ý, dù sao chờ chỉ chốc lát, cái này gọi là tuyết trắng cô gái, từ mình cũng sẽ công bố đáp án gặp thành công khiến cho liễu chúng người chú ý, được kêu là tuyết trắng cô gái vương tay ra, lấy ra liễu bên tay phải đệ nhất danh thị nữ khay, cũng không có trước đem vải đỏ vạch trần, tự phối hợp giới thiệu lên. Này đệ nhất kiện đấu giá vật, dạ không phải trước vừa mới khai cuộc cổ trong bảo khố. Cổ trong bảo khố. Nghe cái này giới thiệu, bốn phía lão quái vật, trên mặt phần lớn lộ ra vẻ thất vọng, đối với bình thường người tu tiên, cổ trong bảo khố có lẽ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng không coi là cái gì. Có thể đi tới nơi này buổi đấu giá, đều có nguyên anh trung kỳ trở lên tu vi, đừng nói ở riêng của mình trong môn phái, địa vị cao thượng, coi như là tán tu, hơn phân nửa cũng là hùng cứu bá chủ một phương, tiến vào nơi đây, vé vào cửa tự phải năm vạn tinh thạch, thân thể của bọn hắn nhà có thể tưởng tượng thánh biết, ai cũng không đem cổ trong bảo khố để vào trong mắt. Thấy mọi người hăng hái thiếu thiếu, tuyết trắng trên mặt cũng không có lộ ra bất mãn, ngược lại nhẹ cười, chỉ thấy nàng ngọc thủ phất một cái, vén lên liễu vải đỏ, một thanh dài hơn thước ngô câu tự xuất hiện ở liễu trong lòng bàn tay. Tử mẫu truy hồn cái móc, nửa năm trước ở Cũng Châu Thanh Tường quận khai cuộc cổ trong bảo khố, tùy ô kim hàng thiết luyện chế, bên trong vẫn gia nhập mực sa, vàng gật đầu, thiết lôi châu chờ mười xà loại tài liệu trân quý, cứng rắn vô cùng, thích hợp thổ thuộc tính công pháp sử dụng, lần này cái móc một bộ tám chui, dùng mẫu cái móc cũng đủ dễ dàng khu xử bảy chui cái móc ngăn địch, giá quy định 30 vạn tinh thạch. Vừa dứt lời, tuyết trắng một đạo pháp quyết đánh ra, chỉ thấy hàng quan lóe ra, theo trong tay nàng mẫu cái móc động tác, bảy chui cái móc quanh quẩn bay múa, một cổ làm lòng người hàng uy áp hướng về chung quanh chậm rãi khuếch tán mở ra. Bất kể là nhân tộc người tu tiên, hay là yêu tộc những thứ kia hóa hình kỳ quái vật, rất nhiều trong mắt cũng lộ ra vẻ tham lam bình thường cổ trong bảo khố bọn họ không không coi vào đâu, nhưng đầy đủ trân quý vật lại là khác làm khác nói. Mọi người đều biết, bất luận thao túng pháp bảo vẫn là linh khí, cũng phải tiêu hao thần thức, nói một cách khác, cho dù người trong túi trữ vật có rất nhiều bảo vật, cũng không thể nào toàn bộ lấy ra nửa ngăn địch. Bằng vô anh trung kỳ tu sĩ vì lệ, bình thường cũng chỉ có thao túng 4 năm vật pháp bảo, dù sao thần thức còn muốn lưu một phần, chuẩn bị ứng phó đột phát tình huống dưới loại tình huống này hạn chế, đầy đủ loại bảo vật tự đặc biệt trân quý, nói thí dụ như này tử mẫu truy hồn cái móc, nói uy lực tương đương với bảy vật bình thường pháp bảo, có thể do vì dùng mẫu cái móc thao túng, tiêu hao thần thức cũng chỉ có so sánh với bình thường pháp bảo thánh một số, nói được đơn giản một số, đây là thông qua luyện khí thuật tiến hành mưu lợi phương pháp. trong nhiều năm trước kia, lâm hiên từng nhận được quá đầy đủ linh khí, kia đã là không thể nhiều gặp tinh phẩm mà thành bộ pháp bảo luyện chế khó khăn, nhưng là không chỉ gấp 10 lần, ở tu tiên giới cũng chính là truyền thuyết mà thôi, cho dù ở tràng lão quái vật, 8 chín phần 10 cũng chưa từng thấy qua, rất nhiều con ngươi cũng bắt đầu sáng lên liễu, hơn nữa ít giá thấp đủ cho ly phổ, cho nên tham dự cạnh tranh người rất nhiều. Ta 40 vạn 50 Đấu giá thanh liên tiếp, Lâm Hiên cũng không khỏi không bội phục, kính buổi đấu giá quả nhiên không phải chuyện đùa, để nhất kiện bảo vật, sẽ làm cho không khí bốc lửa đến trình độ như vậy. Ngay cả yêu tộc tham dự cạnh tranh cũng rất nhiều, dù sao đến hóa hình kỳ sau này, yêu sữa cũng chia vì hai loại, một loại đặc biệt trui luyện yêu thể, tận lực phát huy bản thân thiên phú, khác một loại cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm, luyện chế khu sử pháp bảo, này tử mẫu âm hồn cái móc, đối với bọn họ mà nói, cũng là rất lớn dụ dỗ. Cuối cùng bằng 80 vạn tinh thạch thiên giới, bị được một gã xa là tu sĩ đoạt được cổ quái chính là hiện trường nhưng không ai biết tên kia phải là tán tu không nghĩ tới thân gia nhưng như vậy dây lâm hiên tự nhiên sẽ không tham dự tranh đoạt loại này bảo vật mặc dù không nhiều lắm nhưng hắn vẫn không để vào mắt mà kinh nghiệm lần này đấu giá sau này lão quái vật cửa cảm xúc cũng tất cả đều bị điều động đi lên tuyết trắng trên mặt lộ ra hài lòng không cần nàng phân phó tên thứ hai thị nữ đã biết điều tiến lên một bước, quỳ xuống, đem khay dơ lên cao cao, vạch trận đi vải đỏ, lần này có là cái gì bảo vật. Nguyệt Nhi cũng mở to con ngươi, tiểu nha đầu lòng hiếu kỳ nhưng là rất nặng. Một khối màu đen tảng đá, hình bầu dục, bước chừng quyền đầu lớn tiểu chừng. Ngay huyền trọng kim, kim thuộc tính tuyệt hảo tài liệu luyện khí, như vậy một ít đồng thì hơn ngàn cân nặng, tính chất cứng rắn dị thường, chư vị nếu là muốn luyện chế phòng ngự tính pháp bảo, tuyệt đối không thể bằng bỏ qua. Tuyết trắng chậm rãi mở miệng, cũng không có giới thiệu quá nhiều, song giá quy định nhưng mở được ly phổ. 50 vạn tinh thạch Không ít người hít vào một hơi, vẫn là lần đầu tiên nghe nói ngày huyền trọng kim loại vật này tự nhiên sẽ không lung tung mở giới. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường cánh yên lặng xuống. Thế nào, không có đạo hữu nhận được vật ấy. Tuyết trắng ánh mắt, ở chung quanh chậm rãi quét qua, bên khóe miệng toát ra một tia chê cười. Đã như vậy, tự tiểu nữ tử tự liễu, ta ra 50 vạn tinh thạch. Lâm Hiên kinh ngạc, đấu giá sư lại còn có thể tự rống tự bán, này có phải hay không có chút ly phổ. Nhưng thật ra trừ tuyết trắng ra, ở hội trường bốn phía, còn nửa mấy tên chấp pháp sứ ở duy trì trật tự, bọn họ bộ mặt đờ đẫn vẻ, cũng không có ngăn cản, xem ra tình huống như thế giả dạ cho phép. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nhưng không ít lẫn nhau biết nguyên anh lão quái đã truyền âm thảo luận. Theo lý thuyết, hiên viên thành có nên không lừa gạt người mua, nhưng 50 vạn tinh thạch không phải là một số lượng nhỏ, qua nửa ngày, như cũ không có ai gọi giới. Một, hai, xem ra không có đạo hữu muốn, kia vật ấy tự thuộc về. Lời còn chưa dứt, trên khán đài đột nhiên có cái những mát lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai. Hừ, ai nói vật ấy bán không được, mươi tinh thạch đã nghĩ lấy đi như vậy một đại đồng ngày huyền trọng kim, tuyết trắng đạo hữu thật là tốt tính toán, ta ra 100 vạn. Nhất thời, mọi người hơi bị trắc ngay. Lâm Hiên cũng theo tiếng ngắm đi qua, dạ một gã 40 tuổi chừng người tu tiên, thần thông không kém, đã là nguyên anh trung kỳ đỉnh núi Tu Vi. Nguyên lai là từ châu thiên nguyên tông long tông chủ, nghe nói thiên nguyên tông phú giáp từ châu, các hạ xuất thủ như thế hào phóng, xem ra lời đồn đãi không sai. Tuyết trắng trong mắt hiện lên một tia hận sắc, có chút vô lại nói: "Ha ha, Bạch Đạo hữu khen trật rồi, nếu không phải Long Mộ quả thật có cần dùng gấp, cũng sẽ không cùng Đạo hữu tranh đoạt ngày này Huyền Trọng Kim." Nam tử kia mỉm cười gật đầu. Lâm Hiên cũng có một số chắc lưỡi hít hà, trước kia hắn tự xưng là thân gia dạy, không thua ly hợp kỳ người tu tiên, bây giờ nhìn lại, tự hồ có điểm. Chút ngồi giếng xem ngay. Ngày vân 12 châu địa phương. Chỗ giàu có và đông đúc, nhất là những thứ kia tông môn gia tộc, trải qua ngàn vạn năm tích lũy, lại càng không phải chuyện đùa. Thời gian trôi qua, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Từng cái khay đều là giá trị không rẻ bảo vật, thường thường hay khiến cho yêu nhân hai tộc liều mạng tranh đoạt, dĩ nhiên, lưu phách đồ cũng không phải là không có, nói thí dụ như vừa mới một cái ngọc tứ, theo vị kia tuyết trắng giới thiệu, Bên trong nội dung gọi xích tiêu tuân khắc, xích tiêu chân nhân, đang ngồi rất nhiều cũng nghe nói qua, chính là hơn ngàn năm trước rất có tên một vị tán tu. Mặc dù người cô đơn một cái, nhưng thần thông không tầm thường, không chỉ có tiếng cấp tới đại tu sĩ, hơn nữa còn cùng lúc ấy Ngự Linh Tông đại trưởng lão tỷ thí quá, cũng chiến thắng. Kia thần thông có thể nghĩ, vốn là vật như vậy dạ không nên lưu phách, có thể ít giá quá mắc một điểm, 300 vạn tinh thạch nếu như là cái gì nghịch thiên cấp đang dược khác đang ngồi lão quái vật cho dù đau lòng vô cùng cũng còn có thể cắn răng tranh đoạt nhưng công pháp cũng sẽ không liễu dù sao tu vi đến bọn hắn tình trạng này xích tiêu tuân khắc khá hơn nữa cũng không thể nào buông tha vốn là tu luyện thần thông đi một lần nữa luyện lên mua vật này chỉ có thể cầm lại môn phái đi ngay cả trạch hậu nhân một vốn một lời cửa cố nhiên có lợi thật lớn có thể người tu tiên giả ích kỷ mới sẽ không vì môn nhân đệ tử đi xài ngày đó giới tinh thạch cho dù trong túi có kia khoản tiền lớn cũng chờ mua đối với mình hữu dụng bảo vật lúc này thì nữ đã đổi mấy đội liễu mỗi một đội đấu giá hoàng sau này đã đi xuống đi sau đó có mới thì nữ một lần nữa bưng tới những khác bảo vật dĩ nhiên cũng không phải là tất cả đấu giá vật phẩm tất cả đều thuộc về hiên viên thành hiện trường tham dự lão quái vật cũng có thể khai ra thì nữ đem mình trong túi bảo vật nọc cho các nàng cầm đi đấu giá dĩ nhiên chú ủy hội yếu lấy ra một phần trăm than kim lâm hiên vẫn không có gọi giới trong góc yên lặng chờ nơi này chính là đầm rồng hang hổ cho nên trừ phi thật nhìn thấy luyện chế chuyển anh đang hạ cô thảo hoặc là vì cầm tâm giải độc đang dược nếu không những thứ khác cho dù động tâm cũng sẽ không mua vô hậu kỳ kỳ quỷ đế nội đang một quả lên giá một trăm vạn tinh thạch tuyết trắng thanh âm truyền vào trong tai www 8 du 8 com chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1107 Chương 1107 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nguyên bản có điểm buồn ngủ đích Lâm Hiên lập tức mở mắt chỉ thấy cánh tay tuyết trắng nhẹ phất, lại một khối khay thượng đích vải đỏ được vén lên, mặt trên chỉ có một vật một viên long nhãn lớn nhỏ đích hát sắc viên châu. Chư vị đạo hữu nói vậy rõ ràng, âm hồn là hư vô vật, bất quá tiếng dài nguyên anh kỳ về sau, lại có thể đắp nặng bước phát triển mới đích thân thể, mà trước mắt chính là một nguyên anh hậu kỳ đích quỷ đế, như vậy đích tồn tại, nếu phóng tới âm ti giới mặt, có lẽ không tính cái sao, nhưng ở chỗ này, lại là phi thường quý hiếm vật, huống chi âm hồn quỷ vật, thần thông đặc thù, muốn đánh chết. Cũng không thoải mái, hậu kỳ quỷ đế đích nội đang, là hiếm có đích bảo vật, lên giá 100 vạn tinh thạch. Lâm Hiên nhìn chầm chầm khay vật, trong mắt ẩn ẩn khác thường mũi nhọn hiện lên. Này ngoài ý muốn đích tiết mục, cũng hắn mới đầu vẫn chưa lường trước đến đích. Quỷ đế nội đang cũng không việc này mục đích, theo lý thuyết. Đáng lẽ nên giấu tài tiếp. Cũng Lâm Hiên lại luyến tiếc buông tha cho, bích diễm kỳ lân giáp trận kém này nhất kiện tài liệu mà thôi. Qua thôn này, đã có thể không này điếm, tuy nói chính mình ngày sau, vị tất liền tìm không được quỷ đế nội đan. Cũng hậu kỳ quỷ đế, khẳng định là muốn cũng đừng nghĩ địa. Mà tài liệu vượt quý hiếm, luyện chế ra đích bảo giáp. Quy lực cũng càng đại. Buông tha cho hay là tham dự cảnh giá, Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia đấu tranh. Bất quá rất nhanh, vẻ mặt liền kiên định xuống, long đàm hổ huyệt lại như thế nào, chính mình khi nào thì trở nên sợ đầu sợ đuôi như vậy, không nói đến nơi này nhất định có ly hợp kỳ lão quái vật, cho dù có, chẳng lẽ chính mình cũng không dám mua thứ này. Đánh cuộc một keo. Với hắn mà nói, hậu kỳ quỷ đế đích nội đang Là không gì sánh kịp đích hấp dẫn, vô luận như thế nào, Lâm Hiên cũng không nguyện cứ như vậy buông tha cho đích. Nghĩ đến đây, hắn thầm hít sâu, trên mặt đích vẽ mặt, tràn đầy kiên nghị, bất quá tuy rằng quyết định chủ ý, Lâm Hiên nhưng chưa lập tức gia nhập tranh đoạt trước nhìn xem tình huống nói sau, dù sao bán đấu giá chỉ cần không có kết thúc, chính mình tùy thời đều có thể kêu giá đích. Một trăm vạn tinh thạch, đối với bình thường tu sĩ, đã là một con số thiên văn, nhưng có thể đến đây. Bất luận nhân tộc hay là yêu tu, người nào không thân gia dày, trong đó tuyệt đại bộ phân, còn đại biểu có tông môn gia tộc, có môn phái nhiều năm tích lũy làm như duy trì, này mức cũng sẽ không tính cái gì. Tu tiên giới không chỉ có cá lớn nuốt cá bé, hơn nữa cũng có khó có thể tưởng tượng đích bần phú chênh lệch, thân gia cùng tu vi thành có quan hệ trực tiếp, vừa mới bước vào tiên đạo đích linh động kỳ đệ tử, đi trước thăm sơn đại trạch, hoang mạc khe sâu, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tìm kiếm các loại linh dược bảo vật, chiều nào đến có thể đổi lấy một khối tinh thạch đã thập phần hạnh phúc thỏa mãn, cũng cao giai tu tiên giả, tiêu tiền như nước. Này đấu giá hội tùy tiện nhất kiện vật phẩm đích thành giao giá cả đều đủ trăm ngàn danh đê giai tán tu mấy năm tu luyện chi dùng. Lâm Hiên hít khẩu mau, xem ra lúc này đây không xuất huyết nhiều mơ tưởng đem bảo vật cầm được tới tay lý. Quỷ đế nội đang mặc dù tương đối hẻo lánh, nhưng đối quỷ đạo tu sĩ mà nói, đã có lớn lao sử dụng, nhưng lại có thể sử dụng với quý lỗi đích chế tác, cho nên tuyết trắng lời còn chưa dứt. Lập tức còn có tu sĩ gia nhập tranh đoạt. Lão phu xuất một trăm linh năm vạn tinh thạch nói chuyện chính là một gã tu bạc trắng đích lão giả, cũng hắn lời còn chưa dứt, bên tai lại truyền đến một tiếng gào to. Ha ha, hậu kỳ quỷ đế đích nội đan, lão phu đã tìm thiệt nhiều năm, ai cũng không cho đoạt, vật ấy ta muốn định rồi, một trăm hai mươi. Cứ việc đi vào nghiễm hàng cung đích tu tiên giả, dai tài thở mạnh thô, nhưng nghe gặp hào phóng như vậy đích tăng giá phương thức. Hay là nhịn không được đến hút một chút lương khí? hơn nữa đối phương đích khẩu khí lại kiêu ngạo lấy cực đấu giá hội hợp lại đích chính là tài lực lại còn nói suốt cái gì không cần cùng chính mình đoạt đích ngôn ngữ đều ghé mắt sau đó liền có nghị luận thanh truyền vào trong tai nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả trên trán có một mặt quỷ bớt chẳng lẽ là lệ hồn cốc đại trưởng lão không tôi đúng là công tôn lão ma trừ bỏ hắn người khác lại khởi giám như thế kiêu ngạo đích nhiều nơi này đích sau minh đại tu sĩ lại không chỉ một ngươi biết cái gì, hậu kỳ tu sĩ bên trong, cũng chi mạnh yếu, không nói đến hắn sau lưng là thất đại môn phái chi lệ hồn cốc, đó là công tôn lão ma đích một thân thần thông, ngươi cho là tùy tiện một gã nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Có thể cùng hắn địch nổi sao hưởng, kém được xa. Nếu không thất đại môn phái, tại sao có thể uy chấn thiên vân 12 châu nhiều năm như vậy, mặt khác châu phủ, các đại tông môn bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ có đại tu sĩ, cũng đó là hai ba buộc cùng một chỗ cũng phi công tôn lão ma chi địch thiệt hay giả tin hay không do ngươi dù sao theo ta được biết này lão a à quái vật làm thịt qua không chỉ một gã hậu kỳ tu sĩ lâm hiên mày vi khiêu khích lệ hồn cốc đại trưởng lão việc này thật là có chút khó giải quyết bất quá hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì công tôn lão ma mà hắn còn tại cân nhắc đích thời điểm liền lại có một kêu giá thanh truyền vào tai ha hả công tôn huynh thật sự hảo khí phách, thầy là uy phong, cũng vật ấy đối mặt mổ mà nói, cũng rất có sử dụng, nếu không cũng không phải không thể làm cho cùng đạo hữu, còn với hiện tại, chỉ có thể cắt bằng bổn sự, 125 vạn tinh thạch. Nguyên bản ở hiểu rõ công tôn lão ma đích thân phận về sau, có tâm bắt vật ấy đích quỷ tu đều lựa chọn lùi bước, không nói đến tài lực thượng từ thảo không bằng, cho dù có thể hợp lại qua đối phương, vì thế sự đắc tội lệ hồn cốc. Cũng rõ ràng không đáng. Công tôn lão ma đảo mắt chung quanh, nguyên bản trên mặt đã lộ ra được sắc, liền như nghị luận theo như lời, mặc dù tu vi giống nhau, cũng nói về thân phận thần thông. Ở đây như vậy mắt thấy cái này quý hiếm đích bảo vật, đã thể hiện biến thành chính mình đích dễ như chơi, cũng kế tiếp kia thanh kêu giá, lại làm cho hắn trừng lớn con mắt, trong ánh mắt hiện lên phẫn nộ chi hỏa. Mặt tuyết tùng. Không tồi, chính là ta. Nói chuyện người vẽ mặt tươi cười, nhìn qua ước chừng 50 ra mặt, tự hồ vẫn chưa đem công tôn lão ma đặt ở trong mắt, hoặc là nói căn bản là không sợ đắc tội đối phương dường như. Hắn cũng xác thực có tư cách. Mặt tuyết tùng, thiên xảo môn tông chủ, bất luận thân phận tu vi, đều cùng công tôn lão ma tương đương, đơn đã độc đấu, có lẽ sẽ kém cỏi một bậc, nhưng hắn còn am hiểu quý lỗi thuật, bên người tự nhiên đủ giúp đỡ. Hơn nữa xem hai người gian đích không khí tự hồ còn có qua lễ dường như. Công tôn lão ma đích trong mắt hiện lên một chút tàn khốc. 150 vạn. 170 vạn. 190 vạn. 200 vạn. Chung quanh đích tu sĩ trận mắt há hốc mồm, liền nhìn này bảo đích giá cả bị kế tiếp nâng lên. Mà này bất quá gần là bắt đầu, một chén trà nhỏ đích công pháp về sau, hai người đã đem này bảo đích giá cả nâng đến 300 vạn tinh thạch thiếu gia, chúng ta còn muốn mua sao? Nguyệt Nhi đích thanh âm truyền vào tai. Hừ, vì sao không, 300 vạn tinh thạch, ta cũng không phải không lấy ra, huống chi hai người tuy có điểm đấu khí đích hương vị, nhưng hậu kỳ quỷ đế đích nội đan. Cũng quả thật giá trị này mức. Lâm Hiên ở thần thức trung đối Nguyệt Nhi đích nói, sau đó cũng mở miệng. 350 vạn. Kinh ngạc, toàn trường lập tức trữ yên tĩnh. Nguyên bản là lệ hồn cốc đại trưởng lão cùng thiên xảo môn tông chủ đánh giá, không nghĩ tới thắng bại chưa phân, nửa đường rồi lại sát xuất một vị ác khách. Người này thật lớn bàn tay bút. Một chút liền tăng giá 50 vạn tinh thạch. Tuy nhiên muốn từ hai lão hổ đích miệng lý đoạt thực. Người này không khỏi cũng quá lớn mật. Mọi người đích mắt khắc, đều tập trung ở lâm hiên đích trên mặt, lại ai cũng không biết. Không, có lưỡng đạo ánh mắt đưa hắn nhận ra một vị đó là như yên tiên tử nàng này ẩn từ một nơi bí mật gần đó nếu tới rồi hiên viên thành nàng cũng muốn nhìn một chút đấu giá hội trung sẽ xuất hiện cái gì bảo vật mặt nạ vốn chính là nàng tặng cho lâm hiên đích làm như này bảo đích nguyên chủ người điểm ấy ánh mắt đương nhiên là có mặt khác một vị lại đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó trong ánh mắt lộ ra thân thiết đích hận ý đến đạp phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng công phu chính mình tìm hắn đã lâu không nghĩ tới lại tại nơi này gặp được tân nguyệt tiên tử cắn cắn môi lâm hiên đoán dược đúng vậy vị này đến từ linh giới đích đại nhân vật tuy rằng bởi vì thiên địa quy luật tu vi đại chịu giam cầm nhưng làm như tán tiên đích nữ nhi tu luyện đích thần thông huyền diệu tới rồi cực chỗ này mặt nạ không thể gạt được của nàng bất quá tân nguyệt tuy rằng điêu ngoa vô lý nhưng phi không hiểu thế sự ở chỗ này động thủ không thích hợp. Dù sau này tử nếu rơi vào rồi chính mình đích trong mắt. Cũng đừng tưởng tượng lần trước bình thường đích bỏ chạy. Lâm Hiên đích linh giác, xa cùng giai tu sĩ, ở mới đủ nhìn phía hắn đích thời điểm, Lâm Hiên cũng có sợ cảm. Đồng dạng quay đầu nhìn lại đây. Ánh mắt hai người đối cùng một chỗ, bất quá Lâm Hiên rất nhanh lại quay đầu đi. Thiếu gia, làm sao bây giờ? nguyệt nhi có chút lo lắng đích thanh âm truyền vào tai không có gì lâm hiên đích trên mặt như trước bình tĩnh vô ba nàng này nếu đi tới nơi này lại có kháng phá mặt nạ dịch dung đích thần thông ta trừ phi cái gì cũng đừng mua nếu không trong chốc lát hạ cô thảo linh tinh gì đó xuất hiện vẫn là sẽ bị nàng hiện thiếu gia chẳng lẽ ngươi không sợ sao sợ lại có ích lợi gì huống chi ở nhân giới bên trong nàng này dù sao không thể thi triển ly hợp kỳ đích thần thông. Ta không muốn cùng Tân Nguyệt là địch, nhưng không thật sự sợ nàng này. Lâm Hiên chậm rãi đích nói, mà hắn lúc này đây kêu giá cũng hấp dẫn công tôn lão ma cùng vị kia thiên xảo môn tông chủ, nguyên bản mặt khác đích tu tiên giả, đều nghĩ đến này lăn đầu thanh muốn suối, không nghĩ tới công tôn lão ma ngạc nhiên lúc sau, lại ha ha cùng tiếu khởi đến. Mặt đạo hữu, người ta còn như vậy tranh giành tiếp, cũng rất khó phân ra thắng bại, cùng với ở chỗ này dùng tiền tài đấu mau. Không bằng làm thuận nước dông thuyền, đem này bảo tặng cho vị này đạo hữu, người ta vỗ hai tán, cũng không tính có bất hòa khí. Hảo, mặt mổ cũng đang có ý này. Thiên xảo môn chủ lực một do dự. Tuy rằng này hậu kỳ quỷ đế đích nội đang với hắn rất có sử dụng, bất quá mặt tuyết tùng cũng trong lòng rõ ràng, công tôn lão ma tuyệt đối sẽ không cùng làm cho đích. Cùng với hai người hổ đừng manh mối, không bằng chuyển biến tốt liền thu. Thừa dịp có bậc thang chạy nhanh thu tay lại. Hảo, này bảo khiến cho cùng vị này đạo hữu. Hai gã lão quái vật đạt thành hiệp nghị, mặt khác tu tiên giả âm thầm liếu lưỡi, không ít quỷ đạo tu sĩ lại thầm hận vừa mới không có mở miệng, 350 vạn tinh thạch, mua tiếp theo danh hậu kỳ quỷ đế đích nội đan, đương nhiên không thể nói tiện nghi, bất quá vật ấy thật sự khó được, ở đấu giá hội thượng bị sao chỉ đến rất cao đích giá cả cũng là hoàn toàn có thể đích tỷ như nói ở mấy trăm năm trước, cũng là giao dịch đấu giá hội thượng, đồng dạng thứ này liền lấy 500 vạn đích giá cả thành giao. Theo này góc độ, Lâm Hiên đã chiếm tiện nghi, nhưng những người khác cũng không dám mở lại khẩu kêu giá, công tôn lão ma cùng mặt tuyết tùng đều nói đem vật ấy tặng cho người nọ, chính mình lại sảm cùng chẳng phải là đồng thời không để cho hai đại đầu sỏ mặt mũi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1108 Chương 1108 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1107 Nguyên anh hậu kỳ con rối hà bạn tranh chấp ngư ông đắc lợi, hai lão quái vật hổ biệt miêu đầu, cuối cùng là một liễu lâm hiên làm giá y, hắn dĩ 350 vạn tinh thạch đích giá cả, tương quỷ đế nội đang thu vào nang trung. Nhìn này bảo, lâm hiên trong mắt không cầm được hiện lên hưng phấn đích quang mang, chờ lúc rảnh rỗi sau này, tự mình là có thể luyện chế bích diễm kỳ lân giáp liễu. Thân phận mặc dù bại lộ, bất quá võn vẹn chỉ Tân Nguyệt phát hiện liễu mà thôi, này nữ thần thông không sai, nhưng tâm cơ cùng tự mình so sánh với, thúc ngựa không kịp, Lâm Hiên có nắm chắc có thể thoát thân địa. Khác lão quái vật cũng rất hâm mộ, bất quá theo đấu giá hội đích tiến hành, lại xuất hiện liễu rất nhiều trân hy bảo vật, thế là mọi người đích chú ý lực, cũng tự từ Lâm Hiên trên người na mở còn không nói, lúc này đây bí thị giao dịch, không chỉ có cao thủ tụ tập, với lại đấu giá đích đại bộ phận vật phẩm, đều có thể nói thì nghịch thiên chi vật. Sự Tuy không thể nói địa phương khác tựu nhất định không có, nhưng nhiều như vậy tập hợp cùng một chỗ, cũng có thể nói thịnh nhất là hiện tại cảnh giá gì đó, càng tương tất cả đấu giá hội đích hào khí, đổ lên liễu đỉnh núi. Nguyên Anh Hậu Kỳ Con Rối Chúng sở chu tri, con rối thuật cũng thuộc về tu tiên bách nghệ, song lại phức tạp dĩ cực thậm chí vượt qua liễu luyện đang cùng chế khí theo lâm hiên biết sở trường về này đạo đích cũng bất quá lát đác mấy môn phái mà thôi trong đó tối nổi danh đích phi thiên xảo môn mạc chúc cai phái tu sĩ đích thần thông so với cái gì lệ hồn cốc ngự linh tông đều cần xảo kém một bậc nhưng thông qua con rối thuật đích bổ sung lại như trước tể thân thất đại tông môn chi trung tỷ như nói vừa mới vị kia mặt tuyết tùng cùng công tôn lão ma giống nhau đồng thị nguyên anh hậu kỳ nhưng kỳ thần thông bảo vật cùng vị kia lệ hồn cốc đại trưởng lão so sánh với rõ ràng đều cần chỗ thua kém một chút nhưng thật là đánh lên lại không nhất định thua bởi vì còn có luyện chế đích nguyên anh con rối từ bên trợ giúp điệp gia hậu đích thực lực đảo cũng không cụ công tôn lão ma hẳn là tại sàn sàng như nhau chi gian đích yêu xảo môn đích con rối thuật có thể thấy được đốm song mặc dù thị môn phái này cũng chỉ nghe nói luyện chế quá nguyên anh trung kỳ đỉnh núi đích con rối hậu kỳ con rối bất kể thì tài liệu còn là đối luyện chế kỹ thuật đích yêu cầu cũng không khả đồng nhật mà thôi thiên xảo môn từng đã làm nếm thử nhưng đều dĩ thất bại kết cục loại cấp bậc này đích con rối chỉ tại trong điển tịch có ghi lại nghe nói thường cổ đích lúc đảo có đại tu sĩ có thể chế tạo đi ra khả trước mắt này tôn con rối rõ ràng mới tin chi vật chẳng lẽ hôm nay đã có người tương con rối thuật luyện chế đại tông sư chi cảnh. Tối giật mình đích đương nhiên thì thiên xảo môn tông chủ, hắn tối rõ ràng chế tạo hậu kỳ con rối đó là như thế nào đích khó khăn, lập tức liền mở miệng liễu, xin hỏi bạch đạo hữu, này con rối thì chỗ nào tới? Mặt tông chủ những lời này, khả làm khó tiểu nữ tử, vì các hạ đích thân phận hẳn là rõ ràng, thiên vân giao dịch hội đích đấu giá chi trung, đối với mại chủ đích thân phận thì nhất tượng giữ bí mật đích, Bạch Tuyết chậm chậm đít mở miệng, trên mặt tịnh không có lộ ra sợ hãi chi sắc, nàng thân là đặc thù, ngược lại cũng không sợ đắc tội vị. Này thiên xảo môn đứng đầu. Ân, ừ, là đang hạ liều lĩnh liễu. Mặt Tuyết Tùng không hổ là một đời kiêu hùng, mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt lại chút nào dị sắc không có, tố vi thiên xảo môn tông chủ, hắn đương nhiên rõ ràng đại hội là có ly hợp kỳ lão quái âm thầm tọa quỷ đích, quy củ không tha phá hoại, cho nên đành phải hậm hực đích ngồi xuống thiếu gia ngươi nói này con rối có thể hay không cùng lần trước tại tuyết minh sơn phát sinh đích một mạng có liên quan lâm hiên không có mở miệng nhưng trong đầu nhưng lại là không ngừng suy tư nguyên anh hậu kỳ tự nhiên nhượng hắn liên tưởng đến lần trước tần nhiên gặp nạn việc có lẽ thật có quan hệ bất quá lâm hiên cũng không có tinh lực truy tra đi xuống hắn thân mình sự tình nhiều lắm huống chi tần nhiên cũng không có bị thương cho dù yếu truy tra ngọn nguồn nhiệm vụ này cũng hẳn là thiên nhai hải cát. Thiếu gia, vậy ngươi chuẩn bị cảnh phách sao, mà? Lâm Hiên lắc lắc đầu, Nguyên Anh hậu kỳ, mặc dù có điểm tâm động, nhưng đối tự mình mà nói, bất quá là năng khởi cẩm thượng thêm hoa đích tác dụng, tiễn cần tài phải đích địa phương, hạ cô thảo tung tích liễu vô, Lâm Hiên không muốn tiếp tục quá mức dẫn người chú ý liễu. Hắn trong lòng như thế nghĩ, mà cảnh giá đã khởi đầu, Nguyên Anh hậu kỳ con rối, thì tới hiện tại cho tới xuất hiện đích tối nhất trân hy chi vật, báo giá đích tràn diện tự nhiên là nóng nảy tới cực xử. Nhân yêu lưỡng tộc, các thế lực lớn, cơ hồ đều tham dự liễu tranh đoạt. Cuối cùng dĩ 980 vạn đích giá trên trời, bị mặt tuyết tùng lãm vào tay, vật ấy hắn là chí tại tất đắc, cầm lại hướng nghiên cứu một chút thoáng cái cũng là tốt. Xuất hồ ý liệu đích, công tôn lão ma không có cùng đối phương biệt miêu đầu, lần trước thì tư nhân ân oán mà này vật đối thiên xảo môn đích giá trị hắn trong lòng hiểu rõ tự mình nếu có ý định phá hoại chỉ sợ cũng sẽ gợi ra lưỡng đại tông môn gian đích xung đột lai theo sau giao dịch tiếp tục lại xuất hiện liễu không ít hảo vật sai cùng nguyên anh hậu kỳ con rối so sánh với tắt rõ ràng không kịp bởi vậy tràn diện tương đối đích lãnh đạm liễu đi xuống thời gian chậm rãi trôi qua bất tri bất giác đã qua đi mấy canh giờ lâu mắt nhìn đấu giá hội còn thừa gì đó đã không nhiều lắm, mặc dù dĩ lâm hiên đích lòng dạ, trong lòng cũng có chút sốt ruột liễu. Chẳng lẽ không có hạ cô thảo, mặc dù cầm tới quỷ đế nội đang cũng là nhất đại thu hoạch, nhưng tục ngữ nói, sự có nặng nhẹ độ cấp, cùng bích diễm kỳ lân giáp so sánh với, hiển nhiên chuyển anh đang yếu càng thêm bách thiết một chút. Trong lòng nói thầm, nhưng trên mặt ngoài, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không biểu hiện ra, chỉ là gắt gao đích nhìn chầm chầm đằng trước đích đấu giá đài đã cuối cùng một đội thị nữ, còn sóc lại hạ tam khối mâm khay, lại nhất trương hồng bố bị sốc lên. Nhất thanh thúy bích lục đích thực vật xuất hiện tại trước mắt. Không chút nào khởi nhãn, nhìn qua tự phản phất ven đường nhất không vào nổi mắt đích cỏ dại dường như, lâm hiên trong mắt đã có tinh mang hiện lên, tương thần thức thả ra, không sai, đúng là tự mình sở yếu chi vật, rốt cục đợi được liễu. Hạ cô thảo, có thể dùng để luyện chế đan dược, này bảo không nên tinh thạch, đổi lấy Trân Hy tài khoa. Bạch Tuyết đích thanh âm vừa phải, lại dùng thập phần quỷ dị đích công pháp, thanh thân bạc đích truyền vào mỗi một người đích trong tay. Thoại vừa mới thuyết e r hoàng, tự nên đón liễu hư thanh một mảnh. Bạch Đạo Hữu, giới thiệu đắc cũng quá đơn giản liễu đi. Chính là, chỉ nói có thể dùng để luyện đan, khả đến tột cùng là cái gì đan, này hạ cô thảo tính chất như thế nào, ít nhất cũng nên nói một chút. Còn có đổi lấy trân hy tài liệu, này không khỏi cũng quá trò đùa liễu tưởng hoán cái gì cũng không nói người nhượng chúng ta như thế nào tương vật xuất ra chính là trời biết được này hạ cô thảo có phải hay không rác rưởi vậy thác các ngươi đấu giá đích người có lẽ thì phiến tử càng có người dùng tới liễu chế nhạo đích giọng nói ngại ngùng chư vị đạo hữu này hạ cô thảo đích giới thiệu chỉ có nhiều như vậy đủ rồi kỳ tính chất như thế nào có thể luyện đang dược gì thiếp thân cũng không rõ ràng tố vi bí thì giao dịch đích đấu giá sư, bạch tuyết tự nhiên là ra mắt các loại các dạng đích trang diện, đối mặt mọi người đích cổ táo, hắn thông thả ung dung đích mở miệng. song không giải thích được thích hoàn hảo, nhất giải thích hoàn, hư thanh càng nhiều, phiến tử không ngừng bên tai, rất nhiều lão quái vật cũng không có khẩu đức, khởi đầu mắng to khởi vậy thác mại hạ cô thảo chi nhân liễu. Chư vị đạo hữu, ta khuyên các ngươi nói chuyện còn là kiểm điểm một chút, thường ngôn đạo, họa là từ ở miệng mà ra, tiểu nữ tử mặc dù không biết hạ cô thảo là cái gì, nhưng mại chủ cũng không phải phiến tử, kinh hắn cho phép, ta có thể đem thân phận tiết lộ, vì tiền bối này tức là vọng đình lâu, ta nghĩ bất luận nhân tộc còn là yêu tộc, đại gia mọi người hẳn là nghe nói qua vị tiền bối này uy danh đích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1109 chương 1109. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vọng Đình Lâu Vừa mới nghe được tên này đích thời điểm, nhân yêu hai tộc, hàng trăm. Đích nguyên anh cấp lão quái vật, đại bộ phận dai mặt lộ mờ mịt vẻ. Cái gì kêu uy danh lan xa, tên này rõ ràng phi thường xa là đích. Đương nhiên, cũng không phải không ai rõ ràng, mới vừa mới vừa còn ngang ngược kiêu ngạo không ai bị nổi đích công tôn lão ma, cùng với thiên xảo môn chủ, giờ phút này liền sắc mặt như màu đất, trở nên so với con thỏ còn ngoan. Yêu tộc bên kia, hỏa giao vương, vạn niên mãn đời vài tên biến hóa hậu kỳ đích đại yêu tộc, vẻ mặt cũng không sai biệt lắm, thật hút khẩu lương khí, liền cúi đầu lô, chút không dám tiếp lời. Nhưng hiểu biết đích gần là số ít, này người khác y di bạc châu đầu ghé tai đích nghị luận. Bạch đạo hữu, vọng đình lâu đến tột cùng là ai, mọi người cũng chưa từng nghe qua, mong rằng, kể lại giải thích. Chính là, cảo được như vậy thần bí, chẳng lẽ hắn hay là ly hợp kỳ? Ha ha, vị này đạo hữu thật đúng là đoán đúng rồi, không tồi, định lâu quả thật là ta đợi tiền bối, ly hợp hậu kỳ đích tu tiên giả, vân châu đệ nhất cao thủ. Bạch tuyết dê quan ở chung quanh đảo qua, chậm rãi mở miệng, kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút tò mò, ly hợp kỳ lão quái vật, một lòng phá toái hư không, sớm bất quá được xuất bản tục, vọng đình lâu tại sao hội như thế cao điệu đâu. Đương nhiên, trong đó nguyên do, cũng không phải tám mình có thể nhúng tay, cho nên trong nháy mắt, nàng lại đem này ý niệm trong đầu triệt chưa tới rồi sau đầu. Chính mình chỉ cần nghe lệnh đi sự, thuận lợi hoàn thành này cái cọc bán đấu giá là tốt rồi. Bạch Tuyết như thế nghĩ, mà theo nàng đang nói hạ xuống, cả nghiễm hàng cung, hàng trăm. Đích nguyên anh cấp tu tiên giả, lại hoàn toàn ngây dại. Lặng nhắc như tờ ngồi nhiều người như vậy, lại cố tình tỉnh được chăm lạc có thể nghe, thật lâu sau, mới nghe một mảng hấp khí đích thanh âm, sau đó, ông ông đích nghị luận thanh từ nhỏ đến đại, có vẻ lung tung ồn ào. Ly hợp hậu kỳ, ta không có nghe sai sao? Không có khả năng, giả như thực sự ly hợp hậu kỳ đích tu tiên giả, lấy này tu vi thần thông, ít nhất có một nửa cơ hội vượt qua thiên kiếp, để làm chi còn ngưng lại ở chúng ta nhân giới. Khó nói, Thiên vân giao dịch hội đích bán đấu giá không phải là nhỏ, theo lý sẽ vì thác bán vật phẩm người đích thân phận giữ bí mật, chỉ khi nào lộ ra sẽ không có tạo giả đích đạo lý. Nói như vậy, hạ cô thảo thật đúng là không giống bình thường đích bảo vật. Một gã nguyên anh trung kỳ đích lão quái vật trên mặt lộ xuất hưng phấn vẻ. Bất phàm là khẳng định đích, bất quá họ hạ hầu huynh ngươi cũng đừng suy nghĩ. Đỏ lên mặt lão giả cười lạnh nói. Vì sao? hay là chu huynh muốn tranh đoạt ta ha hả họ hạ hầu huynh cũng quá để mắt bị hạ không nói đến ngươi như ta vậy đích tồn tại trên người nào có làm cho ly hợp kỳ lão quái tâm động đích bảo vật cho dù có ngươi cho là kia vọng định lâu xuất ra hạ cô thảo thật là muốn đổi thứ này Hừ, ly hợp hầu kỳ chỉ cần này nhân giới có bảo vật hắn minh đoạt ám đoạt cái gì không chiếm được chu huynh là nói kia nguyên anh trung kỳ người vẻ mặt ngạc nhiên sau đó trên mặt cũng lộ ra suy nghĩ một chút vẻ Đủ loại đích nghị luận Còn tại không ngừng đích truyền tống lọc vào tai lý Mặc dù Thiên Vân Mười Hai Châu Người yêu hai tộc Vẫn truyền lưu ly hợp kỳ tồn tại đích truyền thuyết Nhưng cho tới bây giờ Cũng chỉ có hai người trải qua chứng thật Một vị thuộc về yêu tộc Cửu đầu lão tổ Này lão quái vật Lấy tàn bạo nổi tiếng Này cháu gái lại tham dâm háo sắc Trước một trận có đường nhỏ tin tức nói nàng này chết ở ly dược cung thiếu chủ bàn tay lý, bất quá là thật hay giả, nhưng cũng thường không thể biết. Còn có một vị còn lại là Như Yên Tiên Tử, nàng này đích thanh danh so với chi cửu đầu lão tổ, càng muốn lớn. 500 năm trước kia tràn đại chiến, đang ngồi bất luận người yêu hai tộc, ai không từng nghe thấy qua, sổ lấy vạn kế đích tu tiên giả chiếc kích thiên nhai hải cát, Như Yên Tiên Tử xinh đẹp như hoa, cũng này tâm ngoan thủ lạc, cũng khiến người ta liếu lưỡi thực lực lại đáng sợ đáng sợ. 81 gia liên minh, chết ở nàng trong tay đích tu sĩ, còn có một nửa nhiều, mà mộng như yên khi đó, bất quá ly hợp sơ kỳ, bởi vậy phỏng đoán, vọng đình lâu hội là cái gì cấp bậc, chỉ sợ lấy thứ nhất người lực, đem đang ngồi lão quái vật đồ trạc không còn, cũng cũng không phải cái gì việc khó đích. Nghĩ đến đây, không ít người sắc mặt xanh mét lấy cực, trong lòng càng hối hận vô cùng, câu cửa miệng đạo họa là từ ở miệng mà ra mới chính mình để làm chi nếu không lưu khẩu đức, độ nhất thời vui sướng, nhục mắng hạ cô thảo đích chủ bán, vạn nhất vọng đình lâu mang thù, chẳng phải là chịu không nổi. Không nói đến chúng vị nguyên anh kỳ tu tiên giả sắc mặt như màu đất, còn có mấy người phi thường tồn tại cũng giật mình phi tiểu, trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động. Tuệ thông đạo hữu, đây là có chuyện gì, đình lâu không phải nói chính mình phân thân thiếu phương pháp, cho nên mới xin ngươi thay chủ trì làm sao lại tại nơi này bán cái gì hạ cô thảo, còn như vậy công khai đích đem thân phận hiển lộ, hắn muốn muốn làm cái gì? Cửu đầu lão tổ mày đại mặt nhăn, có chút bất mãn đích mở miệng. Đạo hữu hỏi ta, ta lại đi hỏi ai đây, vọng định lâu đi sự, luôn luôn xuất người không ngờ, người nếu bất mãn, có bản lĩnh chính mình đi tìm hắn oán giận, bất quá này hạ cô thảo, hắc hắc, vừa lúc dùng để cho lão nạp luyện tiên thiên dưỡng nguyên đan. Tuệ thông hòa thượng trang nghiêm bảo cùng, mắt trung lại hiện lên hưng phấn quang mang. Ngươi! Cửu đầu lão tổ không khỏi giận dữ, nhưng cũng có chút không làm sao được, tu vi tới rồi bọn họ loại này cấp bậc, chung quy không có khả năng vì một chút việc nhỏ, liền bay qua mặt đi. Người không thái độ làm người chú ý đích gốc sáng sủa, mộng như yên đại mi có chút nhăn lại, trên mặt hiện lên suy nghĩ một chút đích vẻ mặt. Còn với tân nguyệt công chủ, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt cũng âm trầm xuống, ly hợp hậu kỳ, nếu đặt ở linh giới, tuy rằng thần thông cũng coi như không tầm thường, nhưng lấy chính mình đích tu vi, cũng không phóng phấn trong mắt. Cũng bị nguy với thiên địa quy luật, tại đây nhân giới, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể thăng cấp đến nguyên anh hậu kỳ, cho dù tu luyện đích công pháp lại huyền diệu, cũng đối mặt ly hợp hậu kỳ tu tiên giả, cũng cơ hồ không có phần thắng đích, tương lai tu la chi cửa mở khải. Mọi người các hoài tâm tư, bất quá ở đã biết vọng đình lâu là thiên vân 12 châu đệ nhất cao thủ lúc sau, đã không ai đối hạ cô Thảo Đích giá trị biểu kỳ hoài nghi, tuy rằng này vị tiền bối có chút cố lộng huyền hư, nhưng vật ấy trăm phần trăm là thứ tốt. Rất nhiều người tâm động không thôi, tuy rằng cũng có một tiểu bộ phân lòng mang cố kỵ, không dám tranh đoạt, nhưng tuyệt đại bộ phân lão quái vật, lại căn bản không có muốn như vậy nhiều. Bất quá Bạch Tuyết đã nói rõ, vọng định lâu đích yêu cầu là lấy vật đổi vật, tinh thạch cái gì, vị này ly hợp hậu kỳ đích cao thủ, tự nhiên không để ở trong mắt bất quá chỗ khó cũng ở chỗ này, đối phương cũng không có nói minh muốn trao đổi cái gì, vì thế tham dự tranh đoạt đích người chỉ có thể đem chính mình tối quý giá gì đó xuất ra. Trước hết kêu giá chính là một gã vô anh trung kỳ đích tu tiên giả, người này tướng mạo đặc thù, thắt lưng vây cùng thân cao tương tự, nhìn qua tự như một cái vòng tròn cầu. Không nghĩ tới đình lâu tiền bối cũng sẽ tham dự giao dịch, chỉ dựa vào này, hạ mổ đã chuyến đi này không tệ, bất tài liền từ ta đến thả con tét, bắt con tôm, nơi này có hai quả biến hóa trung kỳ đích yêu đan, không biết định lâu tiền bối xem không để mắt. Yêu đan, đang ngồi tu tiên giả ai không có gặp qua, bất quá biến hóa kỳ đích liền hiếm có, hiểu ra yêu thú linh trí mở ra. Thành công lấy sau, chính là so với cùng giai tu sĩ đích thần thông còn muốn thắng thượng một bậc. Hai quả biến hóa yêu đan, đã là hiếm có đích bảo vật. Bất quá kia cũng phải nhìn ở cái gì trường hợp, lấy vọng đình lâu nguyên anh hậu kỳ đích thần thông, nếu thật sự cần, đừng nói trung kỳ yêu đan, cho dù đánh chết hai gã đại yêu tộc, cũng không cùng chơi giường như đích. Thả con tép, bắt con tôm, xem ra vị này thật là có tự mình hiểu lấy. Đã có người đầu lĩnh, những người khác tự nhiên cũng đều xuất ra từng người trân quý đích bảo vật. Ta nơi này có hữu huyết thảo hai khỏa. Vãn bối bạch lộc môn lỗ thanh, nơi này có bổn phái đích quỷ sơn chi bảo, thiên chung, này âm ba công kích không phải là nhỏ, một khi chính phát về sau, phạm vi mười dặm, đó là nguyên anh kỳ tồn tại cũng để ngăn không được lỗ lão nhân ta nói ngươi là bạch si sao người ta định lâu tiền bối chính là ly hợp hậu kỳ đích đại tu một thân tu vi quỷ thần khó lường nguyên anh tồn tại với hắn mà nói tính cái gì hôm nay chung với hắn mà nói căn bản là là yếu giống nhau đích đông đông có trắm dùng một châm chọc đích thanh âm truyền vào tai lỗ thanh không khỏi giận dữ ai có thể cũng không có với hắn thi lấy càng nhiều đích chú ý khó phân đích cạnh giá không ngừng truyền ra. Hơn nữa kêu giá người, bất quá thân phận hay là tu vi, cũng đều càng ngày càng cao, sở khai ra đích vật phẩm, cũng khiến người ta liếu lưỡi, có thể nói, rất nhiều đều là trong truyền thuyết đích nghịch thiên vật, thậm chí vượt qua vừa rồi đấu giá hội thường sở bán đấu giá đích bảo vật. Thái ất kim tinh hai lượng, kim chúc tính đỉnh giai tài liệu, này kiên ngạnh trình độ, ở nhân giới biết bảo vật bên trong, có thể sắp xếp vào trước ba chi liệt, để mà luyện chế phòng ngự pháp bảo cơ hồ không có gì thứ này có thể công phá đồng dạng nếu luyện chế tiến công loại đích phi kiếm bảo đao cũng có thể dễ dàng chặt đứt đối thủ đích pháp bảo lời này vừa nói ra cảnh giá thanh quàng quạt mà chỉ ngay cả lâm hiên đều thật hút lương khí thái ất kim tinh ở trên thời cổ kỳ liền tuyệt thiếu không nghĩ tới hiện giờ còn có tu sĩ trong tay có như vậy đích tài liệu ra giá chính là công tôn lão ma thất thế lực lớn đích nội tình quả nhiên kẻ khác trận mắt cứng họng. Thứ này đích giá trị, xa xa vượt qua mặt khác đích vật phẩm, khá vậy gần yên lặng phiến S1, liền lại có một tiếng âm truyền vào tai. Huyết giao đan một, cũng giải trăm độc. Huyết giao đan Những người khác đích trên mặt lộ xuất mờ mịt, Lâm Hiên cũng ngẩn ngơ, sau đó hết sức vui mừng lên, thật sự đạp phá thiết hại vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng công phu, Âu Dương được cứu rồi. Huyết giao đang chính là yêu tộc tối bảo, nghe nói giao long bộ tộc thọ nguyên gần đích thời điểm, cùng tộc khác bất đồng, cũng không im lặng tọa hóa, mà là hồi phát cuồng nổi điên. Lúc này, bọn họ đích tinh hồn sẽ cùng huyết mạch dung hợp, hình thành như Phật gia xá lợi tử bàn đích cổ quái chi vật. Mà huyết giao đang chính là lấy vật ấy làm như nguyên liệu luyện thành đích, hơn nữa phải là biến hóa hậu kỳ đích giao vật ấy giao long dùng về sau, có thể làm cho yêu lực lớn trướng, hơn nữa truyền thuyết, còn có người tác dụng, giải trăm độc. Linh giới đích độc dược không dám nói, nhân giới đích kỳ độc trung chỉ cần không chết, cũng có thể thuốc đến bệnh trừ. Lâm Hiên tin tưởng, lấy vọng định lâu đích thần thông, hẳn là sẽ không ham vật ấy, bất quá làm sao tìm hỏa giao vương thương nghị, trong chốc lát lại dùng cái gì vậy đổi lấy, thật còn cần hảo hảo chăm trước. Xem ra tu sĩ nhóm trong tay cũng không phải không kỳ trân dị bảo, chính là dễ dàng không muốn lấy ra nữa, bất quá vọng định lâu hoành chen một chân, mặc dù không biết hắn có cái gì mục đích, chăm thật sự tiện nghi chính mình. Lâm Hiên đích khóe miệng biên lộ xuất mỉm cười, lão quái vật nhóm cũng đôi mắt. Trong mông nhìn bán đấu giá trên đài đích thiếu nữ, không biết đạo như vậy nghịch thiên gì đó, có không làm cho vị kia vân châu đệ nhất tu sĩ vừa lòng. Bạch tuyết lược một do dự, từ trong lòng đem một xanh biết đích ngọc đi giảng lấy ra, bên trong có vọng định lâu phi kiếm truyền tống thư tới được yêu cầu, ước một chén trà nhỏ đích công phu về sau, nàng nâng lên trang thủ. Đình lâu tiền bối sở liệt vật, thái ất kim tinh đứng hàng trong đó, nếu mặt khác tiền bối không có rất tốt đích bảo vật, này hạ cô thảo liền về. Từ từ. Lời còn chưa dứt, liền lại có một tiếng âm truyền vào tai, Lâm Hiên vừa mới trương mở miệng, còn chưa tới kịp phát ra tiếng, không khỏi ngạc nhiên đích quay đầu. Chỉ thấy khoảng cách bán đấu giá đài cách đó không xa đích trên không, linh quang lóe ra, một thân mặt đỏ thẫm áo cà sa đích hòa thượng hiện hình ra a di đà phật thanh âm không lớn phật hiệu lại quanh quẩn toàn trường ở cả trong đại điện hồng đảng. trời ạ à, đó là ai sao sao sẽ có người ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhìn kia sắc mặt ám hoàng mặt có đao ba đích hòa thượng người yêu hai tộc tiếng kinh hô liên tiếp đây cũng là khó trách đích có thể tham gia đấu giá hội đích đều là nguyên anh trung kỳ đã ngoài đích tu tiên giả đặt ở địa phương khác, đều là bị người ngưỡng mộ đích tồn tại, trong đó hậu kỳ đại tu sĩ, đại yêu tộc, gia cùng một chỗ, cũng có 40 hơn người nhiều, như vậy xa hoa đích đội hình, tụ tập nhiều như vậy cao thủ, cương nhiên còn có người có thể ẩn ở trời cao, đem mọi người. Đích thần thức giấu giếm được, này rất không thể tư. Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại, sắc mặt xanh mét tới rồi cực chỗ, tên kia, Tuy nhiên là ly hợp kỳ lão quái vật, Lâm Hiên vẫn là lần đầu tiên gần gũi tiếp xúc như vậy đích tồn tại. Tuy rằng đối mộng như Yên cũng có chút hoài nghi, nhưng đối mặt nàng kia đích thời điểm, cảm nhận được đích gần linh động kỳ, mà lão gia hỏa này cũng là hàng thật giá thật đích ly hợp kỳ tu tiên giả, chỉ là kia linh áp liền đáng sợ đáng sợ. Lâm Hiên trong lòng có chút phát lạnh, lo lắng trở thành sự thật, nơi này thực sự ly hợp kỳ lão quái vật, nhưng lại là hòa thượng chẳng lẽ là vạn Phật Tông Đích Thái Thượng Trưởng Lão? Nên làm cái gì bây giờ? Buông tha cho hạ cô Thảo, chuyển anh đang lại trọng yếu, cũng không cách nào cùng mạng nhỏ so sánh với, Lâm Hiên ở trong lòng, lặng lẽ cân nhắc nổi lên lợi và hại. Nhưng mà cố tình lúc này, lại nên đón liễu tuệ thông hòa thượng lợi hại đích ánh mắt, tuy rằng không làm sao dừng lại, nhưng Lâm Hiên trong lòng đã bắt đầu rồi bồn chồn, tối phá hư đích kết quả, đối phương đã xem chính mình chân chính dung kháng phá. Lâm Hiên lại không biết đạo, tuệ thông ở mặt ngoài bình tĩnh vô ba, trong lòng cũng là kinh đào hải lãng đích. Này mặt nạ nà hắn đương nhiên biết, thiên xảo môn cũng ít ỏi không có mấy, này một trương là lần trước đánh đố, như yên tiên tử theo thiên xảo chân nhân kia lão quái vật trong tay lừa gạt tới, làm sao lại ở Lâm Hiên trong tay? Chẳng lẽ tiểu tử này, cùng mộng như yên có quan hệ gì? Này cũng có chút phiền phức, tất cả ly hợp kỳ lão quái vật trung, mộng như yên tối mang không nói để ý nhưng lại đặc biệt bao che khuyết điểm cũng thiên nhai hải cát không phải không có nam đệ tử sao tuệ thông ở buồn bực rất nhiều lại có chút kinh ngạc tuy rằng hắn cũng không sợ như yên tiên tử nhưng như vậy phiên mặt không đáng hơn nữa vọng đình lâu tựa hồ còn thiếu mộng như yên một cái nhân tình cho nên từ trước đến nay thiên vị nàng này đây là không thể không lo lắng đích một vấn đề tóm lại chuyện này được bàn bạc kỹ hơn ở biết rõ ràng hắn cùng với mộng như yên đích quan hệ trước kia thật không tốt động tiểu tử này. Tuệ thông hòa thượng như thế nghĩ, mà chung quanh đích lão quái vật, đã trận mắt cứng họng, như yên dù sao cũng là truyền thuyết, khi chiến tích lại như thế nào kinh người mọi người cũng không có chính mắt gặp qua. Mà trước mắt người, cũng hàng thật giá thật đích ly hợp kỳ tu tiên giả. Có lầm hay không, đầu tiên là vọng định lâu hôm nay vân 12 châu đệ nhất cao thủ tham dự đến bán đấu giá bên trong, hiện giờ ly hợp kỳ lão quái tự mình hiện thân hội trường lão tổ ngài ngài làm sao đến đây như vậy đích kết quả ngay cả bạch tuyết cũng quá sợ hãi lắp bắp đích mở miệng làm sao lão nạp nhìn trúng bảo vật chẳng lẽ liền không cho phép cấu mua sao tuệ thông hòa thượng hiện ra không vui vẻ không đạp đương nhiên không bạch tuyết vội lắc đầu tuy rằng tuệ thông đích hành vi nghiêm khắc mà nói đã phá phá hủy thiên vân giao dịch hội căn cứ mấy thế lực lớn đạt thành đích hiệp nghị ly hợp kỳ tồn tại gần là âm thầm tọa trấn mà thôi trừ phi gặp đặc thù biến cố nếu không là không cho phép tham dự đến trước sân khấu đến cũng lời tuy như thế quy củ cũ cũng là người chế định tu tiên giới nhược thịt cường thực ai đích nắm tay đại ai là có thể chỉ lộc vì mã tuệ thông cho dù phá phá hủy quy củ trừ phi mặt khác ly hợp lão quái can thiệp chính mình một nho nhỏ đích nguyên anh tu sĩ có cái gì nói chuyện đích tư cách, chỉ trích hắn, không phải lão thọ tinh thác cổ, tìm diệt, sao? Còn với mặt khác tham dự bán đấu giá đích tu tiên giả, cũng đem miệng bế quá chặt chẽ đích, trong mắt tràn đầy hâm mộ, ly hợp kỳ, đã có hy vọng phi thăng đến linh giới đi, kia mới là chân chính trường sinh con đường đích bắt đầu. Hạ cô Thảo Nguyên vốn đã muốn rơi vào công tôn lão ma thủ trung, bị tuệ thông hoành chen một chân, cũng hắn lại ngay cả thí cũng không dám phóng, lệ hồn cốc đại trưởng lão, ở mặt khác trường hợp, tự nhiên là có cũng đủ tư bản kiêu ngạo ương ngạnh, cũng đối mặt ly hợp kỳ. Lão quái vật, rồi lại không tính cái gì. Mặt hắn thường vây quanh một tia cười khổ. Tuệ thông sư thúc nếu nhìn trúng này bảo, vạn bối đương nhiên không dám tranh đoạt, xin mời ngài lão xin vui lòng nhận cho tốt lắm. Sư thúc, lâm hiên nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giảng ra khai, thất thế lực lớn, lẫn nhau gian mặc dù ân oán gút mắt, nhưng trăm vạn năm nhưng cũng đồng khí ngay cả chi, cộng đồng để bảo toàn thiên vân 12 châu đích trật tự, ở mặt ngoài có chút sự hòa thuận, kêu một tiếng sư thúc, cũng không có gì hay kỳ quái đích, đương nhiên, này bất quá là lá mặt lá trái. Hiền chất thật cũng thức thời, này hạ cô thảo với lão nạp sát thực hữu dụng độ, nếu không cũng sẽ không cùng ngươi một tiểu bối cãi, vừa rồi nghe bạch sư điệt nói, ấn định lâu huynh đích yêu cầu, thái ất kim tinh hắn tự hồ cũng nguyện ý đổi đích ta đầy lý đồng dạng có hai lượng này vật liền lấy này làm trao đổi điều kiện tốt lắm tuệ thông hòa thượng chậm rãi đích mở miệng kỳ thật hắn cùng với công tôn lão ma ra giá giống nhau bất quá tu vi bậy ở nơi nào một khác phương phải tránh lui đây là tu tiên giới đích sự thật không có thực lực cái gì đều không thể nào nói lên cá lớn nuốt cá bé tuệ thông tiền bối ra giá cao nhất lấy hai lượng thái ất kim tinh đổi được hạ cô thảo bạch tuyết đích thanh âm truyền vào tai nàng không hỏi còn có hay không những người khác ra giá, nghĩ đến cũng không có ngốc qua, chẳng ly hợp lão quái đích tài lộ tương đương tìm diệt, a à. Cũng lần này nàng lưu sai, một lười biến đích thanh âm truyền vào tai. Bạch cô nương này tính cái gì, đấu giá hội cũng không có kết thúc, ai nói không có người ra giá so với tuệ thông rất cao, hắn liền nhất định có thể được đến hạ cô thảo. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy giai kinh, thật là có không người sợ chết, chẳng lẽ còn có khác ly hợp kỳ lão quái vật cũng tâm huyết đến triều đích gia nhập tranh đoạt cũng bọn họ theo tiếng nhìn lại đích thời điểm tất cả đều là thất vọng rồi là một mặt diện mạo xa là trẻ tuổi tu sĩ đừng nói ly hợp ngay cả đại tu sĩ đích cảnh giới cũng không có đạt tới trung kỳ đỉnh núi mà thôi mọi người ngẩn ngơ không khỏi đều châu đầu ghé tai đứng lên người này thật lớn đích đảm hay là thực chán sống đương nhiên cũng có người phản ứng bất đồng mộng như yên đôi mi thanh tú một thiêu lúc sau tiếu trên mặt lộ xuất cổ quái vẻ. Chính mình nhận đích này đại ca, thật đúng là lớn mật, vui vẻ. Tân Nguyệt cũng nhíu mày, trên mặt cũng nửa vui nửa buồn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.